Và thưa quý vị, ngày hôm nay tại sân khấu của chúng ta cũng đang có những con người đã từng rất thành công, rất tuyệt vời, và họ sẵn sàng chia sẻ với chúng ta câu chuyện của chính họ. Thành công cho cả lĩnh vực kinh doanh truyền thống và kinh doanh Amway, đặc biệt là thành công với Bodyki. Vị khách của chúng ta có những khao khát cháy bỏng để chinh phục những thử thách, đại diện cho thế hệ những con người dám thay đổi để vươn tới thành công. Và đặc biệt, một bí quyết để xây dựng một hệ thống kinh doanh thành công, bền vững, đó là chia sẻ bí quyết xây dựng một hệ thống kinh doanh như là một gia đình. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu và dõi theo màn hình để chúng ta biết thêm về vị khách này. Và bây giờ thưa quý vị, là lúc chúng ta cùng đứng dậy, dành những tràng vỗ tay thật lớn hướng về phía sân khấu, chào đón hai vị khách mời của chúng ta đến từ Thái Lan, founder Double Diamond, ông Bốn Trai và bà Yarani. Sự xuất hiện tuyệt vời của hai vị khách của chúng ta đến từ Thái Lan, một lần nữa dành tặng một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của họ. Và ngay sau đây, xin mời lên sân khấu Founder Diamond Trần Thị Quyên Châu lên sân khấu để hỗ trợ phần phiên dịch cho diễn giả của chúng ta. Xin chào tất cả mọi người ạ. Phu bộ lý hán Amway Việt Nam, phết lê xuống khuyên bài, phi nóng chào Amway Việt Nam thi lắc tục thân. ดิฉันดารณีลุ่งพัวพาจากประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะTôi xin kính chào ban giám đốc Amway và tất cả các anh chị Diamond trở lên. Xin chào tất cả anh chị em nhà phân phối yêu thương, tất cả mọi người ở Amway Việt Nam ạ. Xin chào mọi người. ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้บริหาร Amway Việt Nam นำโดยคุณโทนี่นะคะTrước hết là tôi xin rất là chân thành cảm ơn ban giám đốc Amway với đặc biệt là anh Huỳnh Tiến Triều ạ. Phải can tà lạt thi có Amway nà kha thi Karuna chờ lo sống khôn mà bèng bàn nè khăm khử ni. Và chị giám đốc bên marketing, chị Hiếu đã mời chúng tôi có cơ hội được đến đây để chia sẻ kinh nghiệm của mình với tất cả các anh chị hôm nay.เราทั้งสองคนนะคะซาบซึ้งในการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคุณฮิวและทีมงานนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ và chúng tôi rất là cảm động và rất là biết ơn sự đón tiếp ân cần của chị Hiếu và các anh chị em bên marketing rất là cảm ơn เราทั้งสองคนมาในวันนี้เพื่อที่จะบอกกับทุกท่านว่าHôm nay vợ chồng chúng tôi đến đây để muốn nói với các anh chị rằng ธุรกิจลดน้ำหนัก Bodyki ทำง่ายแล้วก็สำเร็จง่ายด้วย Chương trình kiểm soát cân nặng với Bodyki thực sự là rất là dễ làm và rất là dễ có thể công cụ này có thể giúp cho mình phát triển được kinh doanh rất là tốt วันนี้ดิฉันเอาเคล็ดลับความสำเร็จมาฝากจะเอาไหมคะHôm nay tôi muốn chia sẻ bí quyết với các anh chị có muốn nghe không ạเคล็ดลับของความสำเร็จนะคะคือวงกลมวงแรกคือคุณต้องสมบูรณ์สูงสุด bí quyết đầu tiên đó chính là vòng tròn đầu tiên chính là các anh chị ở đây phải là cái vòng tròn hoàn thiện nhất คุณต้องลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองให้ผอมเพียวสวยหล่อ
Mình phải đứng lên, thay đổi bản thân, làm cho bản thân mình trở nên đẹp hơn, gọn gàng hơn, đẹp trai, đẹp gái hơn. Lâu hoàn thi khuôn thầm đai, thu là kịp khổng khuôn, có chả măn khổng khẳng làng. Nếu mà chúng ta làm được điều đó thì nhất định kinh doanh của chúng ta sẽ phát triển một cách bền vững. Ngay mấy kha? Có dễ không ạ? Lâu vô khuôn thầm đai mấy kha? Chúng ta có làm được không ạ? Lâu sống khôn chưa măn, vô vô khuôn thầm đai. Và chồng chúng tôi tin rằng là các anh chị có thể làm được. Là là chập bày Dubai đây cả anh chị mấy kha. Và chúng ta sẽ cùng nhau gặp nhau ở Dubai được không các anh chị? Thấy mấy kha? Why em về ngay nít điều. Thấy không ạ? Em quay rất là đơn giản, không hề khó chút nào. Chai mấy kha? Đúng không ạ? Chàng ní bày nà kha, dì anh chai sổng về thì khừ nè gặp xã mì thi lạc cổng đi chăn. Phố lào giặc phẳng đi dặn kha? Tiếp theo đây thì tôi xin gửi cái sân khấu này lại cho ông xã của tôi. Các anh chị có muốn nghe chia sẻ chưa ạ? Chờ lấy khả, khổng khuôn khả. Xin cảm ơn. Xin chào. Xin chào. Xin chào cả nhà. Xin chào. ก่อนอื่นคงต้องขอบพระคุณ MV เวียดนามที่เตรียมชุดเวียดนามชุดอ๋อใหญ่ให้กับผมและภรรยาได้เป็นชาวเวียดนามในวันนี้ Và trước hết là tôi rất là cảm ơn em quê Việt Nam đã chu đáo chuẩn bị cho vợ chồng tôi một bộ áo dài để mà có thể xuất hiện trước các anh chị ngày hôm nay trong bộ áo dài của Việt Nam ạ. วันนี้ทำให้รู้สึกว่าผมและภรรยาได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันทุกท่านขอบคุณผู้บริหาร MV เวียดนามขอบคุณฝ่ายการตลาดขอบคุณในมุมมองในวิสัยทัศน์ที่ปรับเปลี่ยนโฉมเราทั้งสองคนจนกลายเป็นชาวเวียดนาม Và xin cảm ơn đặc biệt là bên ban giám đốc MY đã cho tôi ngày hôm nay mặc bộ áo dài này, có nghĩa là hôm nay tôi trở thành người Việt Nam, trở thành một phần của các bạn, đúng không ạ? Cảm ơn vì cái món quà rất là ý nghĩa này. Lần thứ 2 đây lập cản tôn lập đồ lè dạng ộp ủn chạc phu hàn lẽ thìm ngàn thu thân. Chúng tôi qua đây mấy ngày hôm nay đã được nhận cái sự đón tiếp rất là chu đáo, ấm cúng từ phía ban giám đốc MY Việt Nam. Thì sẵn khăn đây là cảnh tôn lập chạc phết lẽ sủng khuyên bày dạng ộp ủn mạng mạng. Đặc biệt nhất là sự đón tiếp rất là nồng hậu từ các anh chị Diamond trở lên, những anh chị lãnh đạo của MY Việt Nam. Đây là kiệt chạc mông bụt thuốc khuyên Jessica đây mà luôn ngàn này vần này thì sẵn khăn mơ khử ní thân có dạng đây miêu cạt bày năng bày vẹt bày dìm dền phổng thì lồng lẹm khọp khuyên. Và đặc biệt là cảm ơn chị Crown Ambassador Nguyễn Thị Điệp đã ngày hôm nay đã đến đây dự chương trình. Và đặc biệt là tối hôm qua chị đã ghé tới khách sạn và gặp chúng tôi ở đó. Rất là cảm ơn chị. Là thì phổng rút sức đi chạy thiết sự này bạn nè. Cứ đây hẹn vèo tà, đây hẹn sải tà, phổng đây miêu cạt phẳng lương lào thi khuyên Tony phút thửng anakot khổng thúc thúc thân lào nè. Hôm giờ cho bỏ cả thúc thân và thúc thân chốc đỉ mạng. Và ngày hôm nay khi mà anh Triều anh đứng trên đây chia sẻ, tôi nhìn ánh mắt của anh, nhìn cái tâm thái của anh và tôi cảm thấy rất là có tự tin vào khi anh chia sẻ về những cái thông tin của em quay Việt Nam, tương lai của em về Việt Nam. Và tôi cảm thấy rằng tất cả chúng ta ở đây cực kỳ may mắn. Thân mì phu bồi hãn thi tăng chạy gặp khoan sống đệch khổng thu thân. Chúng ta may mắn bởi vì chúng ta có ban giám đốc công ty mà rất là tận tâm với tương lai của chúng ta. Thân mì phải can tà lạ thi tăng chạy gặp bộ kèm bò đi khí đó lồng thun lốt nắm nặng đuôi tù ên bay thứng 7 kilo. Và chúng ta còn có vị giám đốc marketing rất là tuyệt vời đã tự đầu tư cho chính mình với body key, trải nghiệm với body key để giảm tới 7 kilo, chị Hiếu.
Tôi tin rằng trong năm tài chính tới đây sẽ có nhiều thủ kịch em về Việt Nam thì tập tổ cho thủ kịch body key ít mạc mại vì vĩ sải thắt của phu bộ lý hạn. Và tôi tin rằng trong năm tài chính tới đây sẽ có rất là nhiều lãnh đạo em quay mới thành công trong cái sự nghiệp kinh doanh này nhờ vào cái tầm nhìn của ban giám đốc em quay Việt Nam. Khập. Thưa nó lại khập. Thưa các anh chị. Khổng ưu gia thì sẽ thầm na thi khổng phụng hay đi thi xuất này quần này. Tôi xin phép được làm cái nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay như là một đối tác trong chương trình. Tôi sẽ đi chạy mà tha xỉnh đi phổng phu này quần này bền bà dột gặp khi nóng chào Việt Nam. Tôi mong rằng là những điều tôi chia sẻ ngày hôm nay sẽ có ích đối với tất cả anh chị em người Việt Nam ngày hôm nay. Chúng ta là cùng một gia đình. Khóp khua em về khóp. Là gia đình em quay. Đúng không các anh chị? Có. Không khỏi nữ gia lao bà vật tôi em sắc lệch nói. Tôi xin phép kể về bản thân mình một chút. Không mấy nè chạy phổng đồ lao phổng mấy mì về là tôi nhìn quanh tôi thấy là không có cái đồng hồ báo giờ nào hết cho nên là tôi nghĩ rằng là có thể tôi chia sẻ tới nửa đêm đúng không ạ? Đi mấy không? Được không các anh chị? Đi mấy không? Các anh chị có sẵn sàng không ạ? Good or not? Good hả? Ok. No time so don't worry about vậy time. Là không có đồng hồ thời gian có nghĩa là vô tư đúng không ạ? Ok. Đây là hình ảnh tôi lúc còn nhỏ. Mình mấy mì pointer nữa. Mình pointer. No pointer. Pointer để nó đúng quá. No pointer. Có pointer không có đúng không? Ta bền bề đai để lòng đùa cho biển ăn như ngày nữa khắp. Đây nè. Bền. Cái này nó có cái pointer không? Để chỉ cái đèn á. Khắp. Có. Phạm này vài đệnh khổng phổng thay hình na là giờ tộc chạy nè khá vơ thầm mày đù na ta mượn đệnh mấy khôi tìm chạy giả chờ cửa. Các anh chị nhìn tấm ảnh này, các anh chị đừng có giật mình là lý do coi cái đứa trẻ trên đây á, nhìn có vẻ giống như không sẵn sàng để được sinh ra. Không phổng cửa mà nó trồn lệ. Bởi vì tôi sinh ra là nghèo rồi. Không bên đệnh xô mấy đi này vài đệnh. Tôi là một đứa trẻ bất hạnh lúc nhỏ. Cửa mà ai dụ dòng mấy thẳng mấy thửng 10 khuộp, khuôn pho có xỉa chỉ vịt. Khi mà tôi chưa tới 10 tuổi thì bố tôi qua đời. Mẹ liêng lúc 3 khuẩn. Mẹ tôi nuôi 3 đứa con. Là có mì tà cặp dài được. Và có ông bà ngoại. Thầm mấy phổng đông lơm thầm ngàn đất đầy quay địch. Cho nên là tôi phải làm việc từ lúc còn rất là nhỏ. Hoặc nên na tà khổng phổng cái lời đù mấy khôi cho tìm chạy cợt thao lại. Cho nên mặt mũi nhìn có vẻ không muốn sẵn lòng để sinh ra lắm đúng không ạ? Thử mấy lúc cho cợt mà thầm mày. Bởi vì không biết sinh ra để làm gì. Cợt mà trộn. Sinh ra đã nghèo. Phịt mày khắp. Có sai lầm không các chị? Có phải lỗi mình không? Mấy phịt phó phổng lưa cợt mày đã. Không sai, bởi vì là tôi không có lựa chọn nơi mình sinh ra được. Tại thác còn tài có dần trộn đi sĩ. Nhưng mà nếu mà trước khi chết mà còn nghèo. Mình tông cầm mà thảm tụi em qua thắng chi vít mua bày thầm mà lại dụ. Thì là sai rồi đúng không ạ? Phải hỏi bản thân rằng là cả đời mình đi làm cái gì mà để cho trước khi chết vẫn còn nghèo. Thì thế nó lại khắp. Thưa các anh chị. Thế lại khắp. Chí vít khôn lầu. Thưa các anh chị, cuộc đời chúng ta. Sinh thi na xỉa đài. Cái điều mà đáng tiếc nhất. Khứ còn tài cháy ngân mấy một. Là trước khi chết mà tiêu tiền chưa có hết. Tại sinh thi na xa lột. Nhưng mà điều đáng sợ nhất. Cứ cháy ngân một nó vẫn mới tài. Là xài hết tiền rồi mà chưa có chết. Anh già cho bên phuộc này. Vậy các anh chị muốn nằm trong nhóm nào? Phuộc thứ 1 lưu phuộc thứ 2. Nhóm thứ nhất hay là nhóm thứ 2? 1. Cho nên thân tông tăng chạy thầm thủ kịch em về hay bỏ sổ quan sẵn lệ. Cho nên chúng ta phải nỗ lực làm em quay thành công nha các anh chị. Thật là bên khôn kẻ đi cháy ngân như ngày có mấy một. Các anh chị sẽ trở thành một cái người mà già đi mà xài tiền hoài không có hết. Đi mày khắp. Có được không ạ? Không bên đầy khôn đừng đi mấy ổ cạt. Mấy ổ cạt liền trộm mà hảo với thầy giả lại. Và vì gia đình nghèo cho nên tôi không có cơ hội được học đại học.
ผมจบโรงเรียนมัธยม tôi chỉ học xong phổ thông trung học thôi. เป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนวัดด้วย mà đi học mà phổ thông á là tôi đi học cái trường mà ở trong chùa người ta dạy từ thiện á. ตัดสินใจตั้งแต่อายุ15 16ว่าตัวเองจะไม่เรียนมหาวิทยาลัย từ 15 16 tuổi là đã quyết định rồi là mình sẽ không đi học đại học. เพราะรู้ว่าแม่ไม่มีปัญญา bởi vì biết là mẹ không thể nuôi mình. อายุ18ผมเริ่มสมัครงาน18 tuổi bắt đầu xin việc làmไปเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนประมาณ30เหรียญ đi làm công ăn lương mà lúc đó tiền lương mỗi tháng của tôi khoảng 30 đô 30 US dollar ต่อเดือน30 đô một tháng ผมเป็นเด็กส่งของ và tôi là một cái người nhân viên giao hàng ผมพยายามอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต tôi rất là nỗ lực cố gắng để có thể thành công trong cuộc sống แล้วผมก็พยายามเลื่อนตำแหน่งจนได้เป็นเซลVà tôi cố gắng nỗ lực thay đổi công việc cho tới khi mình đã thành một nhân viên bán hàng. Tôi chuyển bộ sạch khoảng 5 bộ sạch để cố gắng làm tôi hay mì lại đai dựa khứng. Tôi đã thay đổi công ty khoảng 5 công ty để mà làm sao cho mình có thu nhập tốt hơn. Bạn chú bạn, tôi là châu khổng dựa càn thì mì phản ánh ngàn này bộ sạch khoảng 600 khuẩn. Và hiện nay tôi là chủ doanh nghiệp và có khoảng chừng 600 nhân viên làm việc cho mình.ยอดธุรกิจต่อปีอยู่ในลาว70ถึง80ล้านเหรียญล้าน70ถึง80ล้าน US ดอลลาร์ và doanh thu của công ty tôi một năm khoảng chừng 70 tới 80 đô triệu đô la และยังมีแนวโน้มว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆ và đang có xu hướng tức là công ty đang trên đà phát triển ประมาณการที่คาดอาจจะโตขึ้นอีกเป็น 100% ในอีก1 ถึง 2 ปีข้างหน้า và công ty tôi thì doanh thu đang có xu hướng là tăng trưởng 100% trong 2 năm tới ถ้าท่านถามผมว่าเพราะอะไรจึงประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัวได้ vậy các anh chị có đặt ra câu hỏi là tại sao tôi có thể thành công được trong công việc truyền thống hay không ผมจะบอกท่านทั้งหลายว่าเพราะผมโชคดี tôi sẽ nói với các anh chị rằng là tôi may mắnท่านอยากโชคดีแบบผมไหมครับ các anh chị có muốn may mắn như tôi hay không โชคดีของผม may mắn của tôi คือผมเจอโอกาสที่ดี là tôi được gặp một cơ hội tốt แล้วผมก็พยายามครับ và tôi đã nỗ lực với cơ hội đó คนเรามีคนที่โชคดี con người chúng ta các anh chị có người may mắn แล้วก็มีบางคนที่โชคไม่ดี mà và cũng có những người bất hạnhคนโชคดีส่วนใหญ่จะน้อยมาก cái người may mắn á thực ra rất là ít โชคดีของผมหมายความว่า và cái may mắn của tôi nó có nghĩa là เจอโอกาสที่ดี gặp một cơ hội tốt แล้วก็พยายาม và mình nỗ lực โชคไม่ดีของผมคือ và cái sự bất hạnh của tôi đó là เจอโอกาสที่ดี gặp cơ hội tốt แต่ไม่พยายาม nhưng mà không chịu nỗ lực หรือ hay là พยายาม rất nỗ lực rất cố gắngขยัน rất chăm chỉ กับโอกาสที่ไม่ดี với cái cơ hội mà không tốt สุดท้ายคุณก็จะเป็นคนโชคไม่ดี thì cuối cùng cũng trở thành là không may mắn đúng không ạ โชคดีที่ผมเจอในวัยเด็ก may mắn của tôi gặp lúc nhỏ ผมเป็นเซลล์ขายของให้กับตามโรงแรม tôi là một cái nhân viên bán hàng cho những cái khách sạn แล้วก็เป็นคำถามง่ายๆก็คือผมเมื่อ38ปีที่แล้วผมเจอจัดซื้อท่านหนึ่งตั้งคำถามกับผมว่าวันชัยรู้จักน้ำตาลซองไหม và cơ hội của tôi đó là một ngày tôi gặp một cái câu hỏi từ một cái người nhân viên mua hàng của một khách sạn họ hỏi tôi rằng là quan trai có biết đường đóng gói hay không ท่านทั้งหลายรู้จักน้ำตาลซองไหมท่านจี có biết đường mà đóng trong gói không ạ gói đường á คุณฉลาดกว่าผมท่านจี còn thông minh hơn tôi ผมไม่รู้จัก tôi không biết ผมถามเป็นยังไง tôi mới hỏi đường nó như thế nàoเขาบอกเป็นซองเล็กๆใช้บนเครื่องบิน họ nói là cái gói đường nhỏ nhỏ mà người ta xài trên máy bay đó ผมบอกผมไม่เคยขึ้นเครื่องบิน tôi mới nói tôi chưa từng lên máy bay น้ำตาลซองที่ผมเคยเห็นซองเล็กที่สุดประมาณ100กิโล cái gói đường mà tôi thấy nhỏ nhất là cái gói 100 kg เขาบอกไอ้บ้านั้นมันเรียกกระสอบ nó là cái đó đâu có gọi là gói đâu nó gọi là cái bao ฉันจะหาซองเล็กๆ tôi muốn kiếm cái gói nhỏ nhỏ vậy nè ผมรู้สึกได้ทันทีว่าถ้าผมหามาขายได้
lùng làm tông sư. À, tôi biết ngay lập tức rằng là nếu tôi có thể tìm cái đó về bán thì nhất định khách sạn sẽ mua. Mình cứ ô cạt. Đó chính là cơ hội. Hôm chơi ô cạt. Tôi được gặp cơ hội. Hôm tông phải dài dạm. Tôi phải nỗ lực. Lớp hôm có chơi ô cạt nặn. Lớp hôm có phải dài dạm. Và tôi đã gặp đó là cơ hội và tôi đã nỗ lực hết sức. Lớp hôm có cài bên phu phân lịch nắm tàn bên sòng sòng hay cập tạm lồng lẹm này và thế thầy mơ 38 tỷ thì là. Và tôi đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm để trở thành một cái người sản xuất ra đường đóng gói ở Thái Lan vào 38 năm trước. Phan mấy sóng sẩm bị. Được 2-3 năm sau. Fast food khao mà này về thế thầy. À, cái phong trào mà thức ăn nhanh đó nó vào Thái Lan. Lúc khá fast food có tăng hâm thả mà quan trai. À, những cái khách hàng mà bán thức ăn nhanh đó mới gọi tôi hỏi. Khun phát nắm tàn sòn đai. Ông sản xuất được đường đóng gói. Khun phát sốt bên sòn sòn hay đai mấy. Ông đóng nước sốt thành gói có được hay không? Tòm ngay đi khắp. Trả lời sao các anh chị? Được. Được. Không tòm sẽ không mấy lúa lo cho đón tham như ngày. Thực ra tôi trả lời lúc đó tôi cũng không biết làm cách nào nữa. Hôm chụp mất thầy dôm. Tôi tốt nghiệp có phổ thông mà. Hôm mới mi khoam lưu lương a hàn, lương phu sai. Tôi không có cái kiến thức mà về thực phẩm, đặc biệt là bên cái lĩnh vực mà thực phẩm chế biến. Tại hôm lúa mình cứ ô cạt. Nhưng tôi biết đây chính là một cơ hội. Hôm có lê tông, phải dài dàm. Cho nên tôi nhất định là phải nỗ lực. Hôm có phải dài dàm, lớp hôm có bên phu phân lịch sót, bên sòng sòng. Và tôi đã cố gắng và cuối cùng tôi cũng trở thành một cái người sản xuất. Sốt, bên McDonald's, Cao Lý, Mạc Hồng Kông. À, tôi sản xuất cho McDonald's Hàn Quốc, McDonald's Hồng Kông. McDonald's Thái, KFC. McDonald's của Thái Lan và KFC. Ít sóng sắm pi tỏ mà. 2-3 năm sau. Fast food, ít lại nữa có tăng hầm thảm bộng quả. À, một công ty sản xuất thức ăn anh lại tới gặp tôi và hỏi tiếp. Quan trai. Quan trai. Khun phân lịch sốt bên sòng đai. Anh sản xuất nước sốt mà đóng gói được. Thăm sốt bên thuê lịch lịch đây mày. Anh làm sốt mà đựng trong cái chén nhỏ nhỏ có được không? Tòp giờ ngày đi. Trả lời sao các anh chị? Được. Được. Họ bảo sốt thuê mình giác nè. Họ nói là sốt mà đựng trong cái chén á, nó khó à. Khun tông bịt hết sân nịt nè. Anh phải đóng cho nó kỹ, nó kín. Hổm mấy lúa lọt mình ra dần này. Tôi cũng biết nó khó cỡ nào. Tại hổm lúa mình cứ ụt cả. Nhưng tôi biết đây là cơ hội. Phó cho nên tông. Cho nên phải. Phải dài dài. Nỗ lực. Hổm có phải dài dài. Tôi cố gắng. Lớp hổm có phải lịch sốt bên thuê. Cuối cùng tôi cũng sản xuất được nước sốt đóng hổng trong chén. Hổm có sùng tôi dặn và hay lúc khá đủ. Và tôi gửi hàng mẫu cho khách hàng coi. Ít ít thích những lúc khá có thô mà chùm. Và được khoảng tuần sau khách hàng gọi điện cho tôi và khen. Quan trai. Quan trai. Sốt thôi khun bịt sân ịt đi mà. À, cái chén sốt của anh á, đóng rất là kỹ. Cú kẹt mấy ọt. Tôi gỡ không có ra. Đòn đi ọt là khập. Và các chị biết không? Không phải bây giờ nó ra rồi. Không phải lịch bên khuẩn. Sau đó tôi đóng thành chai sốt tương cà tương ớt. Anh ấy McDonald's Nhật Bản. Đây là McDonald's của Nhật Bản. McDonald's Malaysia, Singapore. McDonald's Mã Lai. Miêu cả sống hay McDonald's bằng 6-7 quốc gia. À, tôi bán được cho McDonald's của 7 nước. Miêu cả sống hay KFC bằng 3-4 quốc gia. Bán cho KFC khoảng 4 nước. Hổm thăm sốt cái lô ngành khẩn nộm. Và tôi làm sốt cho những công ty mà bán snack. Anh ấy có bên sản khá bằng sốn. Mong có miêu cả phân lịch của bần đà ồn tình thuyền vận. Và sản xuất những cái sản phẩm cho Ovaltine. Rồi những cái thương hiệu này. Cà phê móc khuẩn à. Cà phê. Anh ấy bên lồng ngàn. Đây là nhà máy. Anh ấy có bên phân nạc thì thăm na thi phá sổm vô thuyền vận thăng lại lại. À, đây là cái nhà máy mà cái khu vực mà sản xuất những cái bột mà 3-1 á, cà phê hoặc là coca. Anh ấy có bên sản khá bằng sổn. Và đây là một số những cái nhóm sản phẩm. Anh ấy phân lịch 1 quận. Đây là một ngày trong một ngày sản xuất. Phơ sổng bày Nhật Bản. À, phơ sổng bày Chín. À, đây là sản xuất mà sản phẩm mà chúng tôi sản xuất để bán qua bên Trung Quốc. Rồi có lớn thăm export về thị Chín dựa mà. Và công ty tôi hiện nay đang rất là đẩy mạnh về cái mặt xuất khẩu. Không có miêu cả phân lịch 5 trường. Rồi tôi sản xuất cái nước đường, các anh chị, nước đường siro á.
và bán cho thậm chí những cái công ty mà là đối thủ của công ty chúng tôi sản xuất nước sốt. Những công ty mà sản xuất sốt đó. Cho nên hôm nay cho nên là hầu như ở Thái Lan bây giờ dân Thái hầu như là đều đang sử dụng một phần cái sản phẩm của công ty chúng tôi. Đây là con trai thứ hai của tôi đang coi cái dự án về trà xanh. Có sẵn nằm khao trà kiểu cho Nhật Bản. Rồi có phát sống phải cho khải hay gặp bàn đà lúc khá thì bình lán cà phê này và thế thầy. Tức là nhập khẩu bột trà xanh các chị từ Nhật Bản và chế biến và bán cho những cái công ty, những cái cửa hàng mà cà phê, trà, sữa này kia đó ở Thái. Có thú kịch đủ phò đai mày không? Như vậy thì công việc kinh doanh có ổn không các anh chị? Đủ mượn khôn thi quang quang mấy mì à lầy thầm lê mà thầm em về mày không? Nhìn có giống như là cái người mà không có chuyện gì làm rảnh quá đi làm em quay không? Không thầm em về. Tôi làm em quay. Không thầm em về đuôi khoảm sụp. Tôi làm em quay với niềm vui, niềm hạnh phúc. Thưa anh ấy, phổng thầm thú kịch em về phưa khai kriệt. Tôi thực sự là làm em quay để mà giải tỏa stress. Thầm em về bên ngàn ở đi liền. Và tôi làm em quay như là một cái công việc mà sở thích, niềm vui. Phó ngàn cổ có tị phổng kriệt. Bởi vì công việc truyền thống của tôi nó cực kỳ căng thẳng. Không có lời thầm em về khai kriệt. Cho nên tôi làm em quay để giải tỏa stress. Cứ lời bên khe phết khu sổng phu sở thả bà nà. Giờ mới bên mông cụt thu sở thị. Cho nên mới lên có founder double diamond chứ chưa lên tới Grand Ambassador. Hả lại khắp. Thưa các anh chị. Phổng mi khổng mà hay thân lượng. Tôi có quà cho các anh chị lựa chọn. Anh thứ nửng lốt BMW. Thứ nhất là một chiếc BMW. Anh thứ sổng lốt Toyota. Thứ hai là một chiếc Toyota. Thà thân lượng đai hay phì thân nhà đây khẩn này. Nếu mà tặng các anh chị miễn phí, các anh chị chọn chiếc nào? Khai nhà đây BMW. Ai BMW à, giơ tay. Ồ, giờ nó khai nhà đây Toyota. Ai muốn Toyota giơ tay. Lớn thì mới dốt cửa phuốc này không? Vậy cái người không giơ tay thì sao? Thắng sổng. Âu sổng vàng lên hả? Lấy hai chiếc luôn hả? Hôm nay phút vậy mới thuộc lên. Vậy mấy các anh chị không lựa chọn cho nên tôi nói không đúng luôn, không được luôn. Hôm nay lượng vàng điều. Tôi chỉ cho các anh chị lựa một thôi. Khai vàng đây BMW. Ai? Nói lại, ai chọn BMW? Khai vàng đây Toyota. Ai muốn Toyota? Không sống sảy mát lên thầm bây giờ mình còn giả để Toyota. Tôi thắc mắc là tại sao có người muốn Toyota. Âu dần nghĩ. Thôi bây giờ nói lại. Không cho bỏ thân ngân khải nừng còn thi. Còn thi thuốc dạng cho phản vậy. Tôi sẽ cho các anh chị một cái điều kiện trước khi các anh chị lựa chọn lại ha. Khôn thi lựa BMW. Cái người mà lựa chọn BMW. Lốt khẳng ni mưa thân đai bày mê hoa khẳng nảy. Hay là Toyota. Khi mà các anh chị đã lựa chọn rồi cho dù nó là chiếc nào đi nữa. Mì kho mè. Thì có một điều kiện. Cứ thân sẽ đong cháy mạnh toàn lọt chi viết. Là các anh chị phải sử dụng chiếc xe đó suốt phần đời còn lại của mình. Xỉa đong xong. Hư phải sửa. Hay dù này sao phát đi mình được. Phải sửa nó làm sao cho nó tốt để mà chạy được bình thường. Cho đong hạ lại mà biển. Phải tìm cái phụ tùng để mà thay thế. Ham khải thiến. Không cấm không được bán chiếc này đi. Đong cháy về toàn lọt chi viết. Phải xài nó cả đời còn lại của mình luôn. Sửa có đông xong hay đi mình được. Hư phải sửa lại cho nó tốt như cũ. Khay dằn dạc đấy BMW. Ai còn muốn được chiếc BMW? Lửa nít điều. Còn chút xíu thôi. Cô lưu mấy khá xong BMW mình thèm. Các anh chị có biết là cái tiền sửa xe BMW nó mắc cỡ nào không? Có dân mình còn nhạc đây. Cũng vẫn còn muốn người muốn được đúng không ạ? Cô nhờ đón chạy khá xong. Thì sẽn phèn về tận lọt chi. Các anh chị phải trả cái tiền sửa rất là đắt tiền cả phần đời còn lại của mình. Tại mới về lại lọc. Nhưng không sao. Lốt xỉa xong đã. Hư, xe hư thì còn sửa được. Tại lăng cài khùn xỉa khùn. À chả mấy mì ở lại xong. Nhưng mà cơ thể của mình nếu nó hư chỗ nào đó thì có thể không có cái tiền nào để mua được cái phụ tùng nào để sửa. Lốt khùn chưa, phổng bó ở lại này lăng cài.
cái phụ tùng, cái bộ phận ở trong cơ thể của mình. Các anh chị biết không ạ? Không có phụ tùng thay thế. Các anh chị biết không? Ngày nay rất là nhiều người có những cái vấn đề về bệnh như thế này. Nên là bệnh phát xảo mà cho bệnh lều lều ấy thân đủ. Đây là những cái bệnh mà đa phần người ta mắc phải đúng không ạ? Ở Việt Nam, vì là tiếng Việt, tôi sẽ mở cho các chị coi. Nhi khứ xịp lô lái của khuẩn uôn. Đây là những cái điều mà không may mắn của những cái người mà mắc bệnh. Lô của chạy khản lượt. Bệnh tim mạch đúng không ạ? Có phà tật hủa chạy, thành bypass. Những người bị đột quỵ, bị tim mạch, phải mổ, phải thay đặt ống stent chẳng hạn. Lô khoảm đàn. Những cái bệnh cao huyết áp. Lô khải mạnh này lươn xuống. Bệnh mỡ máu cao. Lại ửn lô lọt lươn này sầm mỏng. Rồi vỡ mạch máu não. Lô mà liền. Bệnh ung thư. Mì khải giả thốt lòng về lô mà liền này không? Có ai ở đây muốn thử bệnh ung thư lần không? Dạ lòng bệnh đồ sắc khăng mấy khắp này chí viết nữ. Các anh chị muốn trải nghiệm một lần bệnh ung thư không? Trong đời dễ gì có. Mình sẽ mãi cười của con thi uột. Lô khải mạnh cọt tập. Rồi bệnh gan nhiễm mỡ. Lô bào hoạn. Bệnh tiểu đường. Thanh nhạc lòng về lô bào hoạn đủ mấy không? Hay là thử bệnh tiểu đường cũng được. Lấy không các anh chị? Khả cho bệnh bệnh đi lỡ thường khăn tật khả. Tức là nếu mà bị tiểu đường thì có thể là nó có những cái triệu chứng như vậy. Lỡ có dòng mì lô mắc mài lại dạng. Lô thi à cho đi nổi có người thân thân chôn đi thân hỗ chạy hoài tài vậy. Hoặc là chúng ta may mắn chúng ta bị đột quỵ các chị, stroke á, bị một cái chết luôn. À cho chạc vậy thế dạng luôn liệu. Thì có thể rời xa thế gian này một cách nhanh chóng. Hắn lại khập, xịp lô lại thì lộ phu thử. Những cái bệnh mà hồi nãy giờ mình nói tới 10 cái bệnh như vậy. Mì xã hệt, dày dày nừng xã hệt khử. Khải mạnh này trong thong được liệu qua visceral fat. Một cái nguyên nhân mà nó gây ra 10 cái bệnh hồi nãy các chị, một trong những cái nguyên nhân lớn đó là cái mỡ nội tạng của mình trong cơ thể mà nó cao. Càng ออก กำลัง กาย dạng điều ไม่ สามารถ ลด visceral fat ได้ ดี เท่า กับ program body key ของ เรา. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị một điều rằng là cho dù các anh chị luyện tập thể dục cỡ nào nó cũng không có khả năng mà mình có thể hết được cái mỡ nội tạng của mình trừ cái chương trình cái chương trình body key của mình các chị hỗ trợ rất là nhiều. Là quan điểm của mình mà lao lượng. Hôm cứ con nưng thi đai thốt lòng uốn lão phỏm uốn lão phỏm mà lại lọp. Và các chị biết không, tôi là một người mà đã từng trải nghiệm mập rồi ốm không biết bao nhiêu lần. Thay dọn cả bên đi tôn hổm bên nụm nụm. Nếu mà quay về thời xưa lúc tôi còn trẻ. Hổm xuống 173. Tôi cao 1m73. Nắm nặng 49 kg đến 50 kg. Cân nặng của tôi lúc đó là 49 tới 50 kg. Uôn mày không? Có mập không các chị? Mày uôn. Không mập. Hổm liền nóng sử. Tôi đi học. Lúc hổm có chóp lên kỳ la. Mà tôi rất là thích chơi thể thao. Hổm chóp tệ football. Tôi thích đá banh. Hổm chóp lên basketball. Tôi thích chơi bóng rổ. Hoàn thân về là khó liền cần. Cho nên cái lúc mà người ta đi học á. Hổm có chỗ phải tệ football. Thì tôi trốn đi chơi. Thể đá banh. Về là khó tệ football cần. Và khi mà người ta đi đá banh với nhau. Hổm có tệ football. Thì tôi cũng đi đá banh chung với họ luôn. Mới liền năng sử. Không chịu đi học. Lớn định định hổm có mấy uôn. Mà hồi nhỏ thì tôi không có mập. Lớn hổm mới khởi khi có hổm cho uôn. Và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ mập. Thì sống khăn về là hổm hiển khôn uôn. Mà cái quan trọng là mỗi ngày mà tôi nhìn thấy những người mập. Hổm có chờ khít qua. Tôi sẽ nghĩ là. Thầm mày khóc bòi tùa hay uôn à. Tại sao mà để bản thân mình trở nên mập như vậy? Hổm cho phu chân quả thật cho phỏm. Tôi sẽ nói miết cho tới khi nào nó ốm thì thôi. Ông hổm lắc thờ mượn non mượn lúc xảo khuẩn. Bởi vì tôi thương nó giống như là một đứa em gái của mình. Đòn hổm mà
Việt Nam mày mày thơ có liêu phụng bên bên phi. À hồi tôi mới qua Việt Nam á, cháu kêu tôi là anh. Đòn nít thơ có biển giờ Việt Nam liêu bên papa mama. À bây giờ đổi kêu tôi là papa mama luôn rồi. Hôm có lời mì lưu bên khuẩn Việt Nam thơ mày nừng khuẩn lạ. Cho nên tôi mới có thêm một đứa con người Việt nữa rồi. Mì khuẩn hiếu ý khuẩn. Thêm hiếu người nữa. Hôm mấy khơi uôn. Tôi chưa từng mập. Hôm mấy khuẩn chạy quá thơm mày khuẩn uôn mấy đủ lè tuổi ế. Tôi cứ không hiểu là tại sao người mập họ không tự chăm sóc bản thân mình. Lúc hôm có bỏ cả tụi em toàn nụm nụm quá. Khuẩn dặn hôm nè, chí huyết ní mấy mì thang uôn. Và hồi nhỏ tôi còn nói với bản thân mình là đời này kiếp này không bao giờ tôi bị mập. Không phụng bên đăng kỳ la. Bởi vì tôi là người chơi thể thao. Dân này có mấy uôn. Kiểu gì nó cũng không có mập. Uôn mày khập. Có mập không các anh chị? Khoam uôn mần mây chay khó cầm. À đây đó. Mần mây chay bên khó cầm. À, mình, tức là mình mới chơi bên mình cơ chả cạn cả thầm. À, cái mập đó các anh chị, nó không phải đến từ cái nghiệp của mình mà nó đến từ cái hành động của mình. Khoam uôn mới chơi bên khoam chuột lại. Cái mập nó không phải là sự xui xẻo không may mắn. Thì mình bên cạn cả thầm. Nhưng mà nó là đến từ cái hành vi của mình. Lúc mình mới chơi dù đi đi quanh ní phỏm lúc phút ní mình cho uôn đây. Chứ không phải tự nhiên bữa nay, ngày hôm nay á, là mình đang ốm nhách gì nè, ngày mai cái tự nhiên mình mập ta đùng ra. Khoam uôn mình tông khôi khôi sang khinh, sang khinh, sang khinh. Tức là cái sự mập các anh chị nó phải dành thời gian để nó xây dựng bản thân của nó. Hôm mì khoam xả man để càn sang mình khinh mà. Và tôi đã có cái khả năng để xây dựng nó lên. Mấy chơi phỏm khuôn điều là khắp. Mà không phải có mình tôi đâu. Còn đây là tôn hệt. Mà đây là cái người mà gây nguyên nhân này. Phalaya của mình. Vợ tôi á. Không mới đến tông cản thốt thơ. À nè. Không mới đến tông cản thốt Phalaya của mình. Không uôn bó Phalaya. Tôi thực sự là không phải muốn đổ thừa là tôi mập là vì bà vợ đâu. Phalaya của mình bên con đi. Thì cô ấy rất là dễ thương. Bên con nà lạc. Là cái người rất là tốt bụng. Đù lè ao chạy xả mì. Lúc nào cũng rất là quan tâm chăm sóc cho chồng. Lúc nào có cho sweet heart gần mà. Và vợ chồng tôi rất là sweet với nhau. Lúc nào cũng lãng mạn, rất là dễ thương. Họ lâu tại Nga lúc có cho bạch kinh khao đuôi cần. Và khi mà cưới nhau rồi là chúng tôi hay đi ra ngoài ăn cơm với nhau. Lâu bay gần sổng khuẩn. Đi với nhau hai người. Thôi có sẵn bữa lâu mà gần sịp khuẩn. Cô kêu thức ăn là giống như là cho 10 người vậy. Lỡ thờ có kinh nhận là nít, lỡ thờ bỏ chánh ỉm lèo. Và cô ăn có mỗi thứ một chút xong cái cổ nó cổ no rồi. Lỡ thầm nhận ngay. Vậy phải làm sao? Hôm bên bố trai. Tôi là con trai. Hôm tốn xỉa xa lạ. Tôi phải hy sinh. Hôm tốn kinh mình hay một. Tôi phải ăn cho nó hết. Hôm mẹ hôm xoắn tân lọt. Bởi vì mẹ tôi lúc nào cũng vậy á. Lỡ bên khôn trôn nó luôn. Mình là người nghèo nha con. Giờ kinh thiến kinh khoang. Đừng có ăn bỏ thừa bỏ mứa. Không có lấy tông kinh mà nay một. Cho nên tôi phải ăn cho hết. Mứa thiếu mới bên lại. Một bữa thì không sao. Đó mình bên bạc đi bên đơn đơn. Nhưng mà nó cứ tháng này qua năm nọ. Bên pi pi. Là chuyển qua năm luôn. Chọn mì lưu khuẩn đi đường. Cho đến khi mà có đứa con thứ nhất. Mì lưu khuẩn đi sổ. Có đứa thứ hai. Rồi lưu khuẩn đi sảm có dù này thòn nè. Cái đứa thứ ba nó ở trong bụng này nè. Hôm tàn ngàn mấy kỳ pi. Tôi đám cưới chưa được bao lâu. Không có thòn mấy mì cầm nột khọt. Thì tôi có bụng bầu mà không có ngày khi nào bể châm, không biết khi nào bể. Lúc không có phải hạ mỏ. Và tôi đi bác sĩ. Mỏ có bảo là khuẩn mì bắn hạ bên cholesterol, bên trai kỳ sơ lại. À, và bác sĩ nói với tôi rằng là anh có vấn đề về bệnh tim mạch đó. Anh là cao, mỡ máu cao. Hôn cho nó bị lốt nắm nặng. Anh phải đi giảm cân đi. Lốt nắm nặng. Giảm cân. Giảm mày không? Khó hay không? Mấy giảm. Không khó. Sắm lập hổm. Đối với tôi á. Hổm bên nắng kỳ la. Tôi là người chơi thể thao. Hổm cầm mà ban hổm bỏ phà là già hổm. Tôi về nhà tôi nói với vợ. Hổm cho tăng chạy lốt nắm nặng. Tôi sẽ quyết tâm giảm cân. Hôm giờ lơm tôn cặp mà ồ cầm lăng cài. Sẽ bắt đầu tập thể dục. Chàng đi bay. Từ nay đã đi.
Thúc dên. Mỗi tối bay sport club. Tôi sẽ đi tới câu lạc bộ thể thao. Phóng cho đông mi sụp pha thì đi. Tôi phải có sức khỏe tốt. Phải cho dù đu lẽ lúc mèo. Để mà ở lại chăm sóc cho, sống lâu để chăm sóc cho vợ con. Tôi nói phóng thầm đây mà. Và các chị nghĩ tôi làm được không ạ? Phóng thầm đây. Tôi làm được. Phóng phải viên. Tôi chạy. Phóng phải ở cầm năng cài. Tôi đi tập thể dục. Lớp phóng có phóng lục. Và tôi giảm cân trở lại, ốm lại. Nắm nặng phóng có lơm lục. À, cân nặng bắt đầu đi xuống. Không có dân kinh đấy mình được. Và tôi vẫn ăn như cũ. Không kinh ở lại qua đây. Tôi ăn cái gì cũng được. Tại phòng viên bên 10 km. Nhưng tôi chạy lần chạy 10 cây số. Viên thuộc quạnh. Ngày nào cũng chạy. Lớp không có chờ khuẩn đi. Và tôi gặp cái người đàn ông này. 12 năm thì là không cách chờ. Cách đây 15 năm tôi gặp cái anh chàng này. Bên phương thì đây miểu cản liền với cản. Đây là bạn học của tôi. Là không có mà lau mà năng khuy ở phòng. Và khi mà tôi gặp anh ấy ngồi nói chuyện với mình. Lục khuy lương lao tầng tàng dễ dãi mang mãi. Nói chuyện rất là nhiều và nói với nhau rất là nhiều. Khuy lương bồ lý sạch phụng. À toàn là nói chuyện của công ty tôi không à. Lúc có thảm khâu à hi khuy lương khuyên măng xịt. Và sau một hồi nói chuyện toàn là về chuyện của tôi thì tôi quay qua anh ta và tôi nói rằng ê bây giờ nói chuyện của anh đi. Không bỏ khuy à lây à chân mấy mì lây cho khuy. Anh ta nói là ô nói cái gì tôi đâu có chuyện gì để nói đâu. Có một mì gì để nhìn phương phương có lường vô khuyên bê thăm em về. Lâu em về phụng phăng nổi. À, tôi mới nói là tôi có tại vì lần đây tôi gần đây tôi nghe bạn bè nói á, là anh đi làm em quay lại gì vậy kể tôi nghe với coi. Chụp cầm vui khâu diêm hòa lên. Và các chị biết không, sau khi tôi nói xong anh ta cười rất là ngọt ngào. Diêm hòa anh bẹt bẹt. Cười một cách rất là kỳ lạ. Khâu bộ thuốc gì đại mày còn khâu diêm dạy mà. Và anh ta mới nói rằng là kinh doanh em quay của tôi lớn lắm. Này tảng bà thết mì là đập mông của thuốc nè. Thì mì do thuốc kịch bên mừng mừng lan bạc. À, ở nước ngoài đó có những người mà Crown Ambassador doanh thu của họ hàng trăm triệu đô. Mấy mì lục trang. Mà không có người làm thuê nào. Này bà thết thầy có mì nắc thuốc kịch MV bên mông của thuốc. Mì thuốc kịch 2,000,000,000 bạc. Mấy mì lục trang. Và ở Thái Lan cũng có những cặp vợ chồng mà là Crown Ambassador doanh thu của họ hàng ngàn tỷ bạc. Nhưng mà vẫn không có một người làm thuê nào. Không một mình thú kịch ở lại 2,000,000,000 mấy mì lúc trang khải già ba lỡ. Tôi nói là kinh doanh gì mà ở đâu mà ra 2,000 tỷ bạc mà không có nhân viên bộ bán thuốc lắc hả? Không một mấy chơi mình khải già sĩ phân. Cái anh ta mới nói là không, không phải bán thuốc lắc, bán kem đánh răng. Không thảm lắm mình khải dân ngay. Thì tôi mới nói là vậy bán kiểu gì? Không một có khải khuôn mì phân đi là. Thì bán cho mấy người có răng á. Không bộ không mới đi dạng lũ bẹp nên. Tôi mới nói là tôi không có muốn biết kiểu vậy. Không dạng lũ thôi mình mới mì lũ trang. Tôi mới muốn biết là tại sao mà kinh doanh mà lại không có người làm thuê. Thế nó lại không? Và thưa các anh chị. Khó dịp cái đài cứ mà nừng phẹt. Ông mới lôi ra một tờ giấy. Là khó lơm khiển vòng cụm. Và ông bắt đầu ông vẽ vòng tròn. Khuôn nừng khuôn. Anh một người. Khuôn mới chuôn co khó A, B, C, D. Anh đi rủ A, B, C, D. Lớ khuôn mới sọn A nè hay B chuôn đỉnh 5 khuôn luôn mình 6. Và anh dạy cho anh A này anh đi rủ thêm 5 người. Sọn này tụi quân thăm bẹp cho A nè 6-5 cụm cho mì 30 khuôn luôn khuôn mình 31 khuôn. À vậy thì anh có anh dạy cho thêm 4 người nữa. Họ làm bắt chước giống như anh A vậy đó. Vậy một nhóm như vậy là 5 người cộng với anh một người nữa là 31 người. Khe sư kinh sư chay có là 6,000 cũng có bên 180,000 cũng có cho bên 21%. À, nếu như mà mỗi người tiêu dùng một tháng là khoảng chừng 6,000 bạc thì 31 người như vậy là 180,000 bạc thì anh lên 21%. Thăm nhận nghĩ 6 đường khuôn cho bên platinum. Anh lên 21% nếu anh duy trì được 6 tháng anh lên platinum. Thá khuôn bè sọn khuôn nha bên platinum. Và nếu anh dạy cho cái anh này mà lên platinum. Khuôn sọn 6 platinum khuôn cho bên phết. Anh dạy cho 6 người lên platinum thì anh lên diamond. Sọn 20 platinum khuôn cho bên mông cụt thuột. Anh dạy cho 20 người lên platinum thì anh lên grand ambassador. Khuôn cho mì lại đai lại lãn bạc. Thì anh sẽ có thu nhập rất là cao hàng triệu bạc. Chụp phẹn càn toàn lãn. Xong kết thúc OBB kế hoạch kinh doanh. 5 phút. 5 phút. Khuôn có phòng lưu lương mà. Các chị nghĩ tôi hiểu không? Mấy rút lương. Không hiểu gì hết. Mình thu lắc dịch anh lây mi đại quân cùng. Cái kinh doanh gì mà toàn là vòng tròn không vậy?
ผมถามว่านี่มันธุรกิจอะไรมีแต่วงกลม tôi nói cái gì vậy kinh doanh gì mà toàn là vòng tròn không vậy เขาบอกว่าถ้าเป็นขายตรงทั่วไปเขาเรียกว่า SLM เนี่ยไม่รวย anh ta mới nói rằng nếu mà bán kinh doanh truyền thống bình thường bán trực tiếp bình thường người ta gọi là SLM cái này không giàu ถ้าจะรวยมันต้องธุรกิจเนี่ยเขาเรียกมันว่า MLM nếu mà muốn giàu thì phải có cái kinh doanh này nè kinh doanh gọi là MLM ผมไม่รู้มันคืออะไร tôi không biết đó là cái gìผมก็เดาๆว่ามันน่าจะมาจากมันหลอกมึงมึงหลอกมันcái này chắc nó phải đến từ cái chữ là MLM đúng không các chị มันหลอกมึงมึงหลอกมัน dịch ra tiếng Việt đó nghĩa là mày lừa nó nó lừa mày แต่ผมฟังไป5นาทีnhưng mà tôi nghe được 5 phútผมไม่เข้าใจหรอก tôi không hiểu gì đâu แต่ผมถามว่าถ้าผมอยากจะขอสมัคร MV บ้างได้มั้ย vậy cái tôi mới nói với anh ta là vậy tôi đăng ký tôi là tôi xin đăng ký em quay có được không เขาตกใจ anh ta giật mình เขาบอกเพื่อนเราในห้องเนี่ยมีอยู่40กว่าคน anh ta nói rằng là anh biết không ở trong lớp mình á có khoảng 40 mấy người มี5คนที่ผมตัดออกจากบัญชีรายชื่อไม่กะจะชวน có 5 người mà tôi cắt khỏi danh sách khách hàng tiềm năng tôi không có để vôคุณเป็นหนึ่งในนั้น và anh là một trong năm người đó đó ผมก็ทำไมอ่ะ tôi mới hỏi là tại sao vậy เขาบอกว่าผมว่าคุณรวยเกินไปไม่เหมาะจะทำ tôi thì anh ta mới trả lời là tôi nghĩ rằng là anh giàu quá không có phù hợp để làm เขาบอกผมไม่รวย cái tôi nói tôi đâu có giàu ผมก็เป็นหนี้ธนาคารเยอะแยะเลยผมทำธุรกิจ tôi kinh doanh tôi nợ ngân hàng quá trời luôn แต่ผมขอโทษนะผมไม่ได้อยากทำ MV nhưng mà xin lỗi nha tôi đâu có muốn làm em quay đâu ผมอยากสมัคร tôi chỉ muốn đăng ký thôi ผมอยากเข้ามาศึกษาแผนการตลาด tôi muốn vô tôi tìm hiểu cái kế hoạch kinh doanh kiểu này nè วงกลมพวกนี้มันดูเหมือนเชื้อโรคดี cái vòng tròn này nó giống như virus vậy มัน look like bacteria nó giống như là mấy cái vi khuẩn á nó tăng trưởng nó nhân ra nó tăng trưởng á ผมต้องการสมัคร cho nên tôi muốn đăng ký ผมต้องการมาศึกษาระบบTôi muốn đi tìm hiểu cái hệ thống này. เพื่อว่าผมจะไปเปิดบริษัทขายตรงของตัวเองแข่งกับ MV ไง Không chừng là tôi mở ra một cái công ty tôi cạnh tranh với Amway. ฟังดูชั่วเหมือนกันนะ Nghe có thấy ghét không các anh chị? เขาจะไม่ให้ผมสมัคร Và anh ta không cho tôi ký thẻ. แต่ผมก็สมัครมาจนได้ Nhưng mà tôi cũng lì tôi theo anh ta ký cho bằng được.แล้วผมก็ศึกษา2เดือน và tôi đi tìm hiểu em quay 2 tháng เดือนแรกผมเป็น 3% tháng đầu tiên tôi 3% เดือนที่2ผมเป็น 9% tháng thứ 2 tôi 9% เก่งไหมครับ giỏi không các anh chị ตบมือแล้วห้ามเอาคืน vỗ tay xong không được lấy lại nha พอทั้ง2เดือนนั้นผมซื้อใช้เองหมดเลย bởi vì 2 tháng đó là tôi mua tôi xài không àผมไม่ได้ขายใครเลยไม่ได้ก็บ้านจะอายเราผมไม่กล้าพูดอะใคร tôi không dám nói với ai về em quay hết แต่ผมศึกษา2เดือน nhưng mà tôi tìm hiểu 2 tháng แล้วผมก็เข้าใจ và tôi hiểu ว่า MV เป็นธุรกิจที่เป็นโอกาสที่ดี ra em quay là một sự nghiệp kinh doanh cực kỳ tuyệt vời แล้วผมเจอโอกาส và tôi đã gặp cơ hội rồi แล้วเป็นโอกาสที่ดี mà lại là cơ hội tốt nữa ผมควรจะต้องทำไมครับ cho nên tôi phải sao các anh chị พยายาม cố gắng đúng không ạผมก็กลับมาบอกพยาว่าผมจะทำ tôi quay về nhà tôi nói vợ แล้วผมก็ใช้เวลาปีครึ่งเป็นเพชร và tôi nỗ lực tôi làm em quay trong vòng một năm rưỡi tôi lên diamond ผมไปประชุม tôi đi hội thảo ผมไป meeting tôi đi meeting แล้วผมก็ after meeting và sau meeting thì có after meetingแล้วกลับจาก after meeting ผมก็ after eating và sau khi after meeting xong thì tôi về nhà là after eating là ăn sau đó đó các anh chị ผมไปจัด house meeting tôi đi làm house meeting หลัง house meeting sau house meeting ผมก็ after eating thì tôi after meeting after eating after eating chứ tức là ăn sau khi house meeting ผมจัด house meeting cái tôi đi làm house meeting after house meeting ก็ after eating tức là sau house meeting cái là after eating có nghĩa là lại ăn sau đó แล้วผมก็ไป meeting và tôi lại đi hội thảo แล้วก็มี after meeting và khải có after meeting แล้วก็ after eating và sau đó là after eating ăn sau đó
แล้ว after eating เสร็จผมกลับมาที่บ้าน và sau khi after eating với tiếng dưới rồi tôi quay về nhà ภรรยาผมก็เตรียมของให้ cái vợ tôi bà cũng chuẩn bị đồ ăn sẵn ở đó ผมก็ต้อง after eating again tôi phải after eating một lần nữa เพราะถ้าผมไม่กินเดี๋ยวเธอก็โกรธ bởi vì nếu tôi không ăn thì vợ tôi giận ผมก็ต้องกินเข้าไป cho nên tôi phải ăn vô แล้วผมก็กลายเป็นแบบนี้ và tôi quay trở thành như vậy Tôi mập là vì em quay á. Rồi làm như ngay. Bây giờ phải làm sao? Mình uốn cứ lê lưỡi. Càng ngày nó càng mập. Mình uốn cứ lê lưỡi. Càng ngày nó càng mập. Nị cứ phồm na. Đây là tôi á. Mày chạy phò phồm. Chứ không phải ba tôi đâu. Phalaya Sutilak. À, người vợ yêu quý của tôi. เธอเป็นห่วงใยผม Cô ấy lo tôi cho tôi. เธอรู้ว่าผมไม่มีเวลาออกกำลังกาย Cô ấy biết là tôi không có thời gian để tập thể dục như trước. เธอก็หาทางลัดให้ Cho nên mới tìm con đường tắt cho tôi. เธอหาวิธีการ Cô ấy tìm cái cách. เธอก็ไปตามสถาบันลดน้ำหนัก Cô ấy đi tới những cái viện mà giảm cân, những cái trung tâm hỗ trợ giảm cân. เธอก็ไปที่นี่ Chưa Mary France. À, đi tới một cái trung tâm đây là Maria France. 1 course này, ประมาณ 20,000 liền. Một cái chương trình như vậy là 20,000 đô. Chạy đây 2 khuẩn. À, được tham gia 2 người. Họ có cho mì khương nuột. Và họ có những cái máy massage. Khương nuột mới phò, họ cho mì khuẩn mà nuột. À, mà máy massage cũng không đủ, họ phải kêu người nhân viên tới massage. Xoay nấm mạnh. Bỏ dầu vô. Nuột. Massage 1 đợt phản bay 1 tháng trôi qua 2 đợt phản bay 2 tháng trôi qua 6 đợt phản bay 6 tháng trôi qua Không mấy phỏm lùng Tôi không ốm xuống Còn nuốt mà lơm phỏm lùng Mà mấy người massage, nhân viên massage nó bắt đầu nó gầy đi Mình mới đi phốn Nó không hiệu quả Phỏm nhân kinh mà anh đơm Bởi vì tôi ăn như cũ Tôi có biển thì cái tôi mới đổi xung tâm mình nuốt ít lèo nó lại massage tiếp tục còn nuốt mà lơm phồm và cái người nhân viên massage bắt đầu gầy đi mình may work cũng không hiệu quả lo thầm như ngày vậy thì phải làm sao Phalaya Sutilak người vợ yêu quý của tôi có hạ vị thì mày lại tìm cách khác có lẽ phải đụt khảy mạnh cho nên đi tới là đi hút mỡ thử thốt lòng đụt còn Cô ấy tự đi thử nghiệm hút mỡ trước. Lãng cho thơ thăm xịt. Sau khi cô ấy làm xong. Thơ có băng khắp hổng phải thăm đuôi. Bắt buộc tôi phải đi làm. Lô có đụt khảy mạnh ổng ở bên thủng. Và đã hút mỡ ra thành một cái túi to. Lô thơ có hay hổng kinh già block khảy mạnh. Và họ bắt đầu họ cho tôi uống những cái thuốc gọi là khóa mỡ. Mình bên capsule. Nó là những cái viên thuốc nhộng. Hồn kinh không vậy? Bạn ăn vào. Thì mình có ăn cái gì đi nữa đó. Khun mới đông cua khảy mặn. Nó sẽ không có thành mỡ. Cải thon cơ kinh đai. À đây nè. Cải thon cơ kinh đai. À, gà chiên cũng ăn vô tư. À lại thon kinh đai một lời. Cái gì đồ chiên, đồ xào là ăn được hết. Lô cô cứ kinh đai đi vậy. Và rồi chỉ cần uống cái viên thuốc đó vô thôi. Cháo mà nè, mình sẽ ổn mà. Sáng dậy là nó đi ra ngoài. Đâm mượn nó mặn khương. Nó đen giống như là nhớt xe máy luôn. Mình sẽ bên khảy mặn lôi tem thổ lên. Và nó toàn là dầu nhớt nó đi ra như vậy. Nhưng mà xin lỗi nha. Mình mới để ổn mà cho phó toàn cháo. Nó không có chỉ ra vào buổi sáng không đâu. Mình ọt tháng quan. Nó ra cả ngày. Đơn bay nảy mà nảy. Đi tới đâu. Vì là mình tột rồi mà. Lỡ mà đánh rắm một phát. Khảy mặn mình ọt mà đuôi. Thì mỡ nó đi ra theo luôn. Mình lỡ găng kèng. Bắt đầu nó dính quần. Hôm tông cài bên phú trai thì xảy pha nằm mày. Cho nên tôi phải trở thành một người đàn ông mà đeo tả. Nó sụp của pha của có sổm buồn khẳng Và sức khỏe sụp. Của tôi trở nên rất là hoàn thiện, hoàn mỹ. Khun đu mướn khôn cây chật tài lưỡi dạng. Các chị thấy là có giống người gần chết chưa?
Nǐ kě póng. Đây là tôi. Hǒm uān pò èm wě. Tôi mập là vì em quay. Lẹ. Và hǒm gò póng pò èm wě. Và tôi cũng đã ốm nhờ em quay. Pò lại. Bởi vì sao? Bố sản em về và thế thầy. Công ty em quay Thái Lan. Phu bộ lý hạn. À, ban giám đốc. Bà cản qua. Thông báo rằng. Em về cho bên nửng. Em quay sẽ là số 1. Cho bên number 1. Sẽ là công ty số 1. Lương lột năm nặng. Về kiểm soát cân nặng. Khó hay là đập hết lá sủng hơn vậy. À, chỉ mong là diamond trở lên. Bên tua dạng thi đi. À, trở thành hình mẫu tốt tham gia chương trình. Lương tôn chạc là đập hết. Bắt đầu từ diamond trở lên. Em về cho chặt khót kiểu cả càng lốt năm nặng nó có hay khoam lũ. Em quay sẽ tổ chức những cái chương trình huấn luyện về kiểm soát cân nặng và cung cấp kiến thức. Khó hay là đập hết luôn mơ. À, chỉ rất là mong là tất cả các diamond hợp tác. Không có phải là già đơn ở bài xin chứ lồng chứ khôn lạc lên. Và luôn vợ chồng tôi là đi thẳng tới công ty ký tên đầu tiên luôn. Lúc có phải khâu khót ổn lộn. Và tham gia chương trình giảm cân của công ty. Không nhớ chậm mét lời quần thì phải khâu khót ổn lộn. Tôi nhớ rất là rõ cái ngày lần đầu tiên mà tham gia chương trình. Không chậm không không mới đai lộn. Tôi thì tôi nhớ chuyện của tôi không được. Rồi không chậm phải là già. Mà tôi nhớ cái chuyện bà vợ tôi rất là rõ. Thưa phải khâu khó thưa có chăng nắm nặng. À, cô ấy tham gia chương trình ngày đầu tiên bước lên cân nặng. Nắm nặng 62. À, cân nặng khoảng 65kg. 2 ngày, 3 ngày, 2 khuyên. 2 ngày, 3 ngày, 2 đêm. Mì tại hãn clean food một lần. Toàn là có những cái thức ăn công ty cung cấp những cái thức ăn mà rất là xanh sạch. Khuyên khâu chạy mẹ hãn clean food. Các anh chị có hiểu không ạ? Thức ăn sạch đó. Khuyên nó sống bản thi phí xệt khóng á hãn. Thì một cái điều đặc biệt, đặc điểm của cái thức ăn sạch đó. Mần mì xanh đó, là nó rất là có ích. Tại mần mấy ăn lòi. Nhưng mà nó dở vô cùng, nó không có ngon. Khuyên hiện đuôi mà. Các anh chị có đồng ý không ạ? Thức ăn mà để cho mình giảm cân á. Khóng mì bà dồn mới khói ăn lòi lời. Tức là cái những cái thức ăn mà nó có ích cho mình nó thường nó không có ngon. Lâu sống khuôn kinh lại mới đai lời. Và hai vợ chồng tôi không ăn được cái gì hết trơn á. Phải cho nên quanh đi gặp ông ma chờ khót. Cho nên cái ngày mà ra khỏi chương trình, kết thúc chương trình. Phải ra phụng khinh chanh năm nào. Và tôi phải leo lên cái cân. Toàn khao mà 62. Hồi vô á là 65kg. Toàn ở bài 67. Hồi ra là 67kg. Thôi lót cái khương trang. Tức là bên bài mấy đấy, thằng mày khương trang mình phịt đấy rồi, thằng mày chân bên bài đấy. Bắt đầu đổ thừa cái cân này có vấn đề rồi, nó hư rồi, tại sao kỳ cục vậy? Tại sao mà bữa nay mà nó lại lên 2kg? Thôi chân lót đấy như ngày thờ khăn nổm sống. Mà giảm sao được, đem theo nguyên một vali đồ ăn. Thôi phốt khăn nổm với sống cái bảo đó, kín ở lại mấy đấy, thôi có sẵn ở hãn mà kín ếng tìm hông lệ. Và ăn nếu mà ăn mà chán đồ đem theo á thì cô kêu nhà hàng đem vô tới phòng của ăn 2 ngày như vậy, 3 ngày như vậy. Rồi sự thái là có tăng chạy cả mình. Nhưng mà sau đó thì sau cái bữa học đó thì quay về làm nghiêm túc. Rồi cháy bộ kem của em về 4 tháng. Và chúng tôi đã tham gia chương trình với em quay được 4 tháng. Đây là tôi. อายุ65ครับโอเคไม่เป็นไร65แล้วก็60แล้วครับอายุ60 60 tuổi ตอนนี้น้ำหนักตัวผม63 hiện nay cân nặng của tôi là 63 kg ภาพเนี่ยก่อนที่ผมจะไปพูดมาเลเซียcái hình này á là trước khi tôi đi chia sẻ ở Malai. Anh về ประเทศไทยใช้เวลาค่อยๆสร้างบอดี้คีย์จนทําเป็นอันดับ1ของโลก. Và em quay Thái Lan đã từ từ xây dựng body key trở thành cái chương trình kiểm soát cân nặng mà là thị trường mà lớn mạnh nhất thế giới. การเติบโตของ MV body key ของ MV ประเทศไทยเติบโตขยายตัวเป็นอันดับต้นๆของโลก. จนกระทั่งมาเลเซียเชิญผู้นําจากประเทศไทยไป. Và em quay Thái Lan đã phát triển cái chương trình cái dòng sản phẩm body key này để mà kiểm soát cân nặng và có doanh số rất là lớn và là một trong những cái quốc gia thành công nhất cái chương trình body key này trên thế giới. Và em quay Mã Lai đã mời chúng tôi qua để mà chia sẻ kinh nghiệm. Hôm lúc sự của phụng nhân bên tôi dạng thì mấy gì. Và khi mà tức là lúc cái hình này thì tôi cảm thấy mình đang vẫn chưa là cái hình mẫu tốt.
ผมก็เลยตั้งใจลดน้ำหนักอีกรอบ Cho nên tôi mới giảm tham gia thêm một lần nữa. เป็นแบบ trở thành như vậy. ดีไหมครับ Được không các anh chị? นี่คือภรรยาผม Đây là vợ tôi. นี่คือตอนอายุ50 Đây là lúc 50. อันนี้ต่ออายุ50 50. อันนี้55 55.อันนี้61 61ตอนนี้65 và bây giờ là 65คุณรู้ไหมว่า các anh chị có biết không ครั้งแรกที่ผมเริ่มทำ MV hồi xưa lúc tôi mới làm em quay ผมเอา catalog MV ให้เธอดู tôi đem cái catalog em quay về cho vợ tôi coi เพื่อจะให้เธอใช้เครื่องสำอาง để mà cô ấy dùng mỹ phẩmเพราะเครื่องสำอางที่เธอใช้ก็คือพวกคลินิกลังคมเอสเตชิเซโดลาพ่อลาแม่อะไรพวกนี้ tại vì sản phẩm mà cô xài là Estee Lancôme Shiseido Estee rồi La bố La mẹ gì đó เธอไม่ใช้ MV cô ấy không chịu xài em quay เธอไม่ใช้ Artistry không chịu xài Artistry เธอเปิด catalog เสร็จ cô ấy mở catalog ra xong เธอเห็นราคาแล้วเธอก็ cô thấy giá xong cô đóng lạiแล้วเธอก็บอกอย่ามายุ่งกับฉันและก็ไอ้นั่นดึงก็ลำฟิงตัวหน้าฉันแพ้ง่ายยาหมักตัว rất là dễ dị ứng ฉันไม่กล้าใช้หรอก không có dám xài mấy cái đồ này ราคามันถูก sao giá nó rẻ quá ผมทำยังไงอ่ะ tôi phải làm sao ภรรยาตัวเองยังไม่ซื้อเราเลย vợ mình không tin sản phẩm ผมไม่ยอม mà tôi không chịu thua ผมจะต้องทดลอง tôi phải thử nghiệm จะต้องทำให้เธออยากใช้ phải làm sao cho vợ tôi muốn xàiผมก็คิดว่าผมจะลองเครื่องสำอางยังไงดี và tôi mới nói là bây giờ làm sao để tôi thử mỹ phẩm đây จะลองชุดสีสันเหรอ trang điểm hả จะลอง artistry color hay là tôi thử artistry color các chị những màu sắc lên mặt của mình ไม่ได้ không được ไม่ได้ผมก็เลยลอง cho nên tôi phải ลองชุดบำรุงผิว tôi phải thử cái bộ mà chăm sóc da đó แล้วลองยังไงเธอถึงจะเห็น bây giờ thử sao để cho cô ấy thấyลองสักครึ่งหน้าดีไหมใส่ nửa mặt có được không โอ้ไม่ได้ถ้าหน้ามันได้ผลหน้าแต่ละมันนี่ hiệu quả cái mặt tôi nó kỳ lắm ผมก็เลยลองกับมือ cho nên tôi mới thử trên tay แตกต่างไหมครับ các anh chị có thấy khác biệt giữa hai cánh tay không ạ ต่างไหมครับ hai cổ tay เธอเห็นเธอก็เลยใช้เธอก็เลยกลายเป็นแบบนี้ tôi nhìn thấy hiệu quả trên tay của tôi cho nên mới bắt đầu xài เธอก็เลยสวยขึ้นแบบนี้ cho nên mới càng ngày càng đẹp hơn แบบนี้ท่านทั้งหลายครับ thưa các anh chị ผมกําลังจะชวนท่าน tôi đang rủ các anh chị มาเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพและความ cùng nhau chúng ta trở thành chuyên gia về tư vấn sức khỏe và sắc đẹpวันนี้เราจะไม่ทำเอ็มวีเล่นๆ ngày hôm nay chúng ta không làm em quay chơi chơi มีคำถามมาเยอะแยะมากมายจากระดับสูงว่าแล้วทำยังไงจะเริ่มต้นยังไงบอดี้คีถึงจะเติบโต có rất là nhiều những câu hỏi đến với tôi từ những cái người thậm chí là rất là thành công trong em quay hỏi tôi rằng là làm thế chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào và làm thế nào để có thể thành công คำตอบของผมก็คือก็เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนไง và câu trả lời của chúng tôi đó là hãy bắt đầu từ chính mình เริ่มจากตัวท่านเองไง bắt đầu từ chính bản thân mình cái đãนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดหนึ่งคนนั่นแหละ cái cách tốt nhất 1คนทํา100คนเห็น một người làm 100 người thấy พอผมเริ่มทําเสร็จผมก็ไปสอนลูก khi mà tôi làm được thành công rồi tôi chỉ cho con của tôi ลูกสาวผม đây là con gái tôi อายุ24 24 tuổi อายุ30 30ดูดีขึ้นมั้ยครับก็ đẹp hơn không các anh chịลูกชายผม con trai tôi เขาก็ผอมลง cũng giảm cân ผมเริ่มต้นจากผมแล้วก็ไปสู่คนในครอบครัว và tôi bắt đầu vòng tròn đầu tiên là chính mình sau đó là qua những cái vòng tròn khác ở trong gia đình แม้กระทั่งผู้บริหารเอ็มวีkể cả là giám đốc của em quay cựu tổng giám đốc của em quay Thái Lan เห็นผมลดน้ำหนัก thấy อะไรนะฮะเห็นผมลดน้ำหนักได้ก็ทำตาม thấy tôi kiểm soát cân nặng được giảm cân được ông bắt chước làm theoเพราะมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง cho nên tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ chính mình trước ลูกสาวผมทำได้ con gái tôi làm được คนนี้เป็นดาวไลน์ของลูกสาว còn cái người này là đao line của con gái tôi
Đây là cách đây 6 năm về trước. Và bây giờ thì đã thay đổi chút chút rồi. Và cũng phát triển kinh doanh với Body Key. Cải bên đăng thú kỳ em về là đập thiệt. Và trở thành Diamond trong em quay. Đi mày khắp. Lâu ông còn có khơi tổ khăn. Và hệ thống càng ngày càng lớn mạnh. Còn đi bên lưu cháu khoảng nghề càng mì thú kỳ bên phần lặn. Và đây là một cái cô bé mà gia đình của ấy cũng là kinh doanh truyền thống. Thưa có khơi lột nắm nặng. Và cũng từ từ giảm cân. Chà khi mây mì khò. Từ trước đây là không có cái cổ. Thôi có lơm mì khò. Bắt đầu có cổ. Nè khập. Hồi ní bên mẹ khá khải khò. Và cái người này chỉ là một cái người mà bán hàng ở ven đường thôi các anh chị. Khải khò, khải ở hàn khang thân nụn. Bán thức ăn ở vỉa hè thôi. Chồn mấy khập. Có nghèo không các anh chị? Việt Nam mình còn đẹp đi mày không? Việt Nam mình có nhiều người làm những công việc kiểu này không ạ? Mình dơ mày không? Có nhiều không ạ? Nè không? Đó, công việc của cổ trước đây. Lúc bây giờ thờ bay ta là thờ có bay đẹp nha không? Và mỗi lần mà chở hàng đi chợ là cô chở kiểu này. Không hiện lốt mô tô xài thờ nó mượn khôn Việt Nam lời ạ. Tôi thấy cổ chất cái hàng lên xe là tôi nói trời sao giống ở Việt Nam tôi thấy vậy. Thì Việt Nam mình đẹp đi dơ mang lời. Ở Việt Nam cũng có như vậy rất nhiều đúng không ạ? Lớp xã mì thờ có bên phần năng ngàn khải khoảng này hang. Và chồng cô ấy là nhân viên bán hàng điện máy trong ở trung tâm thương mại. Khải khương trái phê phá. Bán những cái đồ thiết bị điện tử. Mà dù này center 7 pi nè. Khó thua nó 2 pi lên nè. Bên 3% kiểu thầu viêu. Và các anh chị biết không, đi center là tìm hiểu học em quay 10 năm trời. Mà trong 2 năm đầu tiên là tháng nào cũng 3% hết trơn á. Chôn bộ giật dốt lơ 3%. Và cuối cùng là khi mà em quay họ hủy cái mức hoa hồng mà 3%. Có lên bên 1% kiểu thầu viêu. Thì khi mà công ty không còn 3% nữa thì anh lên 6%. Mà anh tháng nào anh cũng 6% mà kiểu 12 các anh chị. Chết pi tìm tìm. Và 10 năm như vậy đó. Vân đi không bên bạn đi. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác rồi. Các anh chị nghĩ rằng là khi cổ thay đổi như thế này thì có người quở cổ không? Có người hỏi thăm cổ không? Các anh chị nghĩ rằng là có ai mà người ta sẽ hỏi cổ đi làm cái gì, tại sao bữa nay đẹp vậy không? Và cô ấy đi du lịch ở Nhật. Đi ở Đức, Munich. Mediterranean. Đi vùng biển Địa Trung Hải, du lịch với em quay trên du thuyền. Cuộc sống thay đổi. Và cô ấy cảm ơn vợ chồng chúng tôi. Và đã làm cho tôi thấy càng ngày càng hiểu hơn cái giá trị của công việc kinh doanh Amway. Chúng ta đang có cơ hội đi giúp đỡ người khác thay đổi cuộc đời. Các anh chị, chúng ta đang làm những công việc rất là tuyệt vời. Chúng ta đang giúp thay đổi cuộc đời của những người xung quanh mình. Và có hàng trăm người. Nặng 120 ký. 68. Bây giờ là 68 ký. Con đi bên platinum này ông còn. Đây là cũng một platinum trong hệ thống tôi. Họ bảo không ai uốn. Anh ta nói là anh ta không có mập. Họ bảo khuôn mới đây bị vấn hạ khoảng uốn. Tôi mới nói là anh là không có vấn đề về chuyện mập, cân nặng. Mà anh có vấn đề về quan niệm thái độ. Hổng khát qua thì bàn khuôn mới nà chẳng bị gật chỗ. Hay là ở nhà anh không có gương soi. Khuôn có lẽ mới lũ qua tụi anh uôn khe nảy. Cho nên anh không hề biết rằng là bản thân mình mập cỡ nào. Là không có kỉnh lương kiểu gặp sinh khá cơ sệt. Và anh ta rất là giỏi về những cái sản phẩm mà làm nông với các chị, dòng phân bón của em quay. Không bên platinum chào sinh khá cơ sệt. Anh ta lên platinum nhờ những cái sản phẩm phân bón của em quay. Nhưng cuối cùng là vợ tôi bắt buộc anh ta là phải tham gia chương trình giảm cân. Lãng cho họ lột nắm nặng, đai lại đai họ phơm khuyên lòi bờ xịt. Và các anh chị biết không, khi anh ta giảm cân xong thì thu nhập của anh ta tăng gấp đôi. Họ lột lòng 70 quả kilo. Anh ta xuống hơn 10 ký. Như kiểu lúc lăng mày.
À, bây giờ là anh ta khoảng 61 kg. คนนี้อยู่ในเซ็นเตอร์ผมประมาณหลายปีแล้วก็ทำเอ็มวีทั้งหมด15ปี Anh này ở trong center đi center làm em quay 15 năm. ไม่เคยเป็นแม้กระทั่ง 21% Chưa từng lên 21%. แล้วก็ลดน้ำหนักแล้วก็กลายเป็นแพลตินัม Và giảm cân một cái lên platinum. นี่คือภรรยาครับ Và đây là vợ anh ta. นี่เป็นเจ้าของกิจการ Người này là chủ doanh nghiệp. คนอินเดียคนนี้ชื่อมาริโอanh chàng này tên là Mario. Mario này, dù sủng sủng thì Mario có thể làm được là 12%. Và cái thành tích cao nhất của anh ta ở trong em quay là 12%. Mario không uốn. Anh ta không có mập. Khi lớn nấm nặng, khao mà, lơm làm thị trường Mario, muốn làm thị trường lớn nấm nặng. Và khi mà bắt đầu phổ biến cái chương trình Body Key, anh ta muốn đi học hỏi, tại vì muốn phát triển kinh doanh với dòng Body Key. Tại không mấy khơi uốn. Nhưng mà anh ta thì chưa từng mập. เขาไม่มี before không có cái tấm hình mà before của mình แต่เขาก็พยายามศึกษาว่าลดน้ำหนักมันต้องทำยังไง nhưng anh ta luôn luôn cố gắng học hỏi là giảm cân là làm thế nào แล้วหลังจากเขาเข้าใจเขาไปเที่ยวบอกคนว่าฉันเป็นเมนเทอร์ลดน้ำหนักฉันเป็นเมนเทอร์ลดน้ำหนักมาลดน้ำหนักกับฉันไหม và sau khi mà anh thành công anh tức là anh học hỏi và anh có kiến thức anh tự tin rồi anh đi gặp ai anh cũng nói là tôi là chuyên gia về tư vấn giảm cân có ai muốn giảm cân với tôi khôngไม่มีคนสนใจ anh đi chia sẻ cho biết bao nhiêu người không ai đồng tình không ai làm với anh เขาพูดไป30คน và anh nói cho tổng cộng là 30 người แต่วันนึงมีผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันอยากลดน้ําหนักมาริโอ mà không có ai đồng tình với anh cuối cùng có một người phụ nữ một cô gái một ngày nói với anh là muốn giảm cân ฉันเคยลดมาหลายวิธีแล้วอ้วนอ้วนผอมผอมอ้วนอ้วนผอมผอม tại vì từng cố gắng giảm nhiều lần rồi nhưng không thành công cứ lên cân rồi xuống cân lên cân xuống cân ลดเสร็จมันก็โยโย่อ่ะให้เธอสอนVà Mario có sởn chốn khao bền bẹp và cô Mario đã hỗ trợ giúp đỡ tư vấn cho cái cô bé này là giảm cân thành công. Năm nặng 43 kg ครับ. Và bây giờ là xuống còn có 43 kg thôi. Chạc 75 kg thơ lửa 43. Từ 75 kg bây giờ còn 43 kg. Đuôi program body key. Với chương trình body key của chúng ta. คุณรู้ไหม Mario ทำสำเร็จแค่คนเดียว và các bạn biết không là Mario chỉ làm thành công có một người này thôi หลังจากนั้นแม่ Mario ลดด้วย và sau đó người mẹ của Mario mới bắt chước làm theo giảm được แม่ Mario ลดได้เดินไปตลาดมีแต่คนถามว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงผอม và mẹ của Mario giảm cân thành công cho nên khi mà đi chợ đó thì rất là nhiều người hỏi thăm là ủa tại sao bữa nay ốm đẹp vậy แม่ Mario บอกไม่รู้ thì người mẹ mới nói là tôi không có biết ลูกฉันสอน con trai tôi nó chỉ tôi làm á เอาเบอร์มาเดี๋ยวให้ลูกฉันดูโทรศัพท์ได้ tôi kêu con trai tôi nó gọi cho แล้วมาริโอก็กลายเป็นแพลตินัม và Mario trở thành platinum จากที่สูงสุดเป็นได้แค่12 từ trước đây hàng bao nhiêu năm trời là chỉ có 12% นี่คือบรรดาตัวอย่าง và đây là rất là nhiều hình mẫu สวยไหมครับอ้วนไหมครับ có mập không các anh chị สวยไหมครับ đẹp không ạ เปลี่ยนไปนิดหน่อยครับ thay đổi chút ít อ้วนไหมครับ mập không ạ นี่คือผู้คนที่ลดน้ำหนักกันแล้ว đây là những cái người mà giảm cân thành công trong đội nhóm ขอโทษนะครับ các anh chị คุณดูเซลลูไลท์ครับ các anh chị coi những cái đường mà vân ở trên da nè ลดเสร็จหายไปเลยนะครับ giảm xong là mất luôn อย่ามองแต่ก้นนะครับ đừng có nhìn phía trên nha nhìn dưới thôiนี่คือตัวอย่าง đây là rất là nhiều ví dụ คนนี้เป็นหมอครับเป็นหมอครับคุณดู người này là bác sĩ ค่อยๆลดลงอันนี้ใส่ชุดว่ายน้ำเลย xong là tự tin mặc đồ tắm luôn คนนี้ก็เป็นลูกเจ้าของกิจการ người này cũng là một คนนี้ก็เป็นลูกเจ้าของกิจการปัจจุบันนี้เป็นแพลตินัม và khi giảm thành công các chị đa phần đều lên platinum được hết คุณรู้ไหมครับสิ่งที่น่าสนใจของธุรกิจลดน้ำหนัก và các chị biết không cái điều mà đáng quan tâm nhất của cái kinh doanh kiểm soát cân nặng á มันไม่ได้เฉพาะคนอ้วน nó không chỉ là dành cho những người mà bị mập béo phì thôi คุณดูนี่นะครับ các chị coi người này คุณว่าอย่างนี้อ้วนไหมครับ các chị nghĩ như vậy thì có mập không ไม่อ้วนไหมครับ mập không ạ คุณว่าคนคนนี้เขาพอใจหุ่นไหมครับNgươi này có hài lòng về cơ thể của mình không? Uốn mày khập. Vậy có mập không ạ?
Mấy uôn. Không mập. Tại không mấy đế phò chạy Nhưng uôn. Mà không hài lòng. BMI có 19.5. À, BMI chỉ có 19.5 thôi. Tại thu kỷ luôn năm nặng mình chui khó đây đuôi. Nhưng mà vẫn có thể giúp được chương trình của mình. Bẹo quá mình mới chơi cho phó khuẩn uôn. Có nghĩa là không chỉ là những cái người mà có vấn đề về cân nặng. Anh đi có uôn đến nổi. Người này cũng hơi tròn chút xíu. Là khơi lột lùng. Và từ từ giảm xuống. Khơi lột lùng. Khơi lột lùng. À, từ từ giảm. Lột lùng. Cài bền bẹp nhỉ. À, trở thành như thế này. Khuôn nói cho bị phên khó thảm mày không? Các anh chị nghĩ rằng là nếu làm thành công thì có người hỏi không? Cô post lên Facebook. Cô ấy đưa hình lên Facebook. Chổ lùm nè. Khoe cái tấm hình này. Là phên có thảm ba. Và bạn mới hỏi là đi làm gì vậy? Phên khuôn đi bị viên 10 kilo. Viên 10 kilo. Cái cô này là chạy 10 cây số. Giảm mì xích phẹt. Và muốn có 6 múi. Tại phùng bên bẹp nè. Nhưng mà cái bụng lại nó như vậy đó. Khâu khó sống đường. Sau khi tham gia chương trình 2 tháng. Cài bên bẹp nè. Trở thành như thế này. Không mới đi uôn. Họ không có mập. Phương còn đi bỏ cho tành ngàn. Người này nói muốn đám cưới. Chuẩn bị đám cưới. Sọn chân nổi xì. Dạy tôi với. Là khó cài bên bẹp nè. Và họ muốn cái cơ thể như thế này. Địch sống khuẩn nè. Còn người này. Uôn mày khập. Có mập không các anh chị? Họ đồn khôn liếc qua y uôn. Tức là bị người ta chọc là con mập. Đồn khôn lo qua y uôn, y mũ uôn. À, bị người ta chọc là heo mập không à? Họ có lời chuồn phèn không? Cho nên mới rủ nói với bạn trai. Mà lột năm nặng cả. À, cùng nhau giảm cân, rủ bạn trai cùng nhau giảm cân. Nóng khôn nè, dù này xin tơ hụt bì. Và cái em này nè các anh chị, đi center tìm hiểu em quay, làm em quay 6 năm. Cô đi sang sở thịt tị mày cho na thương mà. Và cô anh chàng này là đã có một cái kỷ lục rất là tuyệt vời. Cứ tất lọt 6 bì nè, không mấy khởi mì đào lại mẹ tại khuẩn điệu. Tức là cái kỷ lục của anh là 6 năm trời đi center làm em quay mà không có được nổi một đào lại. Mà center. Đi center. Phun mấy kịch. Nói không có giỏi. Chuồn khầy có mấy mì khầy. Rủ ai cũng không ai nghe. Giảm luôn năm nặng. Muốn thảm cân, muốn giảm cân. Nừng đường phản vậy. Một tháng trôi qua. Khó phố lòng vọt nè. Khó lúc lăng đi khuyên léo. Khọp khuôn mền thơ măng mạc lời. Lâu khó phố lùm đi vậy. À, tức là sau một tháng, anh ta bỏ cái tấm hình này lên Facebook. Và anh ta nói rằng là đã có được cái vóc dáng mới. Rất là cảm ơn mentor. Khó bình phản án ngàn là đập làng. Và anh ta làm việc các anh chị ở trong công ty á, anh ta chỉ là một nhân viên lái xe thôi. Tình ấy khuyên phú bà lì hạn. Và đây là giám đốc của anh ta. Phú bà lì hạn hiện khó lột năm nặng. À, giám đốc thấy anh ta giảm cân. Mà sọn chân bàn. Tới chỉ ta làm với. Là phú bà lì hạn có chăng năm nặng. Và đem cái cân tới cân cho giám đốc. Là có ai khó bình bình thơ. Và nhờ anh chàng này làm mentor cho giám đốc. Xâm mạc xịt có đơn mê sư yên. Và giám đốc đăng ký xong phải tự đi mua hàng thôi. Đường thật mà. Tháng tiếp theo. Cháu này khuẩn nừng thổ liệt mà thi hong chân đuộn. À, một cái vị giám đốc bên bộ phận khác gọi gấp lên phòng tôi gấp. Hốt tụng chạy quá chân thăm lây phịt cháu này liệt. Anh ta mới giật mình đó là ủa trời tôi làm gì mà bị sếp kêu nữa rồi. Cháu này bộ. Cái sếp mới nói. Chân giặc lột năm nặng. Ta muốn giảm cân. Là khuôn lưu mấy cấp cờ lầy khinh. Và các anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Thì thầm ngàn là thầm ban ổng khẩu. Và ở cái chỗ làm việc của anh ta. Mình đã khôn thô mà liệt. Ngày nào cũng có người gọi điện tới. Mà chăng nắm nặng chân. Ê tới cân tao cái coi. Mà chăng nắm nặng chân nói. Tới cân giúp. Thú quần khó bày thì thầm ngàn. Và mỗi ngày bây giờ anh ta đi làm. Khó chở đông phố cương chăng về đuổi. Anh ta phải xách thêm một cái cân. Khó bảo ông quần mới đi thầm ngàn lề. Và nói là hầu như cả ngày không có được làm việc nữa. Chăng nắm nặng thằng hoành. Suốt ngày đi cân nặng, cân hết người này tới người kia. Cho nên thu kỷ lô nắm nặng chạc khôn khôn nừng. Cho nên cái kinh doanh của cái lĩnh vực mà kiểm soát cân nặng các anh chị từ một người. Mấy khơi mì đào lại. Mà chưa từng có đào lại. Cài về lơ mì đào lại. Trở thành người bắt đầu có đào lại. Nóng còn đi con lột nắm nặng lụng.
Còn cái cô bé này cũng giảm thành công. Điều này mình thấy lo và bên y uôn là. Bữa nay hết ai dám chọc là heo mập rồi. Họ mình khoảm sụp. Và rất là hạnh phúc vui vẻ. Còn đi họ sống khuôn cài bên mentor. Và bây giờ hai bạn này đã trở thành mentor của đội nhóm. Còn đi này ôn còn phổng. Và mình thắng mỏ. Trong đội nhóm tôi bây giờ có cả bác sĩ. Mì dành nhá, lốt nắm nạc sệt, pho hẹn, có lề lốt đuổi. À, còn có những người mà con giảm thành công, cái ông bố bắt chước làm theo. Bạn đi cho phó sư là hãng sớm nhận điều thúc đường cao. Gia đình nhà này là mỗi tháng chỉ cần mua thực phẩm bổ sung thôi là 9% rồi. Khuôn thôn đi bảo là chờ cởi càn sư xăm bẹp tỏ nương. À, anh Triều hồi nãy có nói rằng là nếu mà đã sử dụng body key rồi thì sau đó doanh số nó tiếp tục quay trở lại. Không như nhà nó mà bền lương chị. Và tôi đảm bảo với các anh chị điều này là sự thật. Khuôn đi bền nắc lốt nắm nặc lề. Và, à đây nè, khuôn đi. Nắc lốt nắm nặc lề. Bên lốt nắm nặng mưa a chim lệ. Và anh chàng này là một cái người mà giảm cân chuyên nghiệp. Họ lốt nắm nặng đối tôi em chẳng lói 30kg. Anh ta giảm từ 130kg. Mấy cháy à hãng sớm đầy đặn. Không dùng bất kỳ thực phẩm bổ sung nào. Họ tường tì xỉ. Tường tì chạy từ 4 giờ sáng. Thăm à hãng clean. À, làm thức ăn. Thăm à hãng clean food lệ. À, xin lỗi. À, xin lỗi. Làm thức ăn sạch cho chính mình á. Anh dạy anh tự nấu ăn cho anh. Và mỗi cái thức ăn mà anh ăn là anh cân từng gram á các chị. À, ăn mỗi ngày 1 kg ức gà. Để mà giảm cân. Và anh ta giảm được tới 92 kg. Từ 130. Không dùng thực phẩm bổ sung. Xuống được 92. Và một ngày tập thể dục 3 tiếng đồng hồ. Và anh ta cố gắng là rèn luyện, luyện tập liên tục. Để mà giữ được cái cân nặng này. Và một ngày là bạn trai của anh ấy. Fan họ bảo giảm lốt nắm nặng. Bạn trai nói là muốn giảm cân. Họ bảo điều họ sẽ tham khảng. À, Arana. Họ sẽ khẳng đuôi, tại họ sẽ mới cháy hạn sớm. À, thì anh ta nói là anh ta sẽ cùng nhau thi đua, nhưng anh ta sẽ không dùng thực phẩm bổ sung. Phèn không lốt đai. Bạn gái giảm được. Không lốt mây lục. Anh ta giảm không được. Không có lời dòm khâu khó. Cho nên phải bắt đầu chấp nhận tham gia chương trình. Là sau 2 tuần đó, mình hụt bạn. Và bây giờ là cả 2 người. Hụt mới tập 10 hay nói là không? À, các chị có thể dành tròn tay cho chính họ không ạ? À? Tôi giảng mát mải. Rất là nhiều những cái hình mẫu. Hôm trước vần nửng. Tôi tin rằng một ngày nào đó. Thì Việt Nam có cho mình bạn. Ở Việt Nam đội nhóm của chúng ta cũng vậy. Hôm hình khuôn thôn đi bảo sang mền thơ vậy tông dựa dạ. À đây nè. Khuôn thôn đi bảo à, anh Triều nói rằng là ở Việt Nam mình có rất là nhiều mentor rồi. Anh ấy mentor không phụng. Và đây là mentor của đội nhóm tôi. Và xin lỗi nha các chị, đây là nhóm mà những người mà đang làm việc sát với tôi. Yang mi gum tang tang thi mai dai tham ngan duoi can thi pen mentor. À, còn có những cái đội nhóm hệ thống tôi lớn thì những cái đội nhóm khác họ còn có riêng của họ nữa. Anh ni le wa course we shape up the mentor. Và chúng tôi đặt tên cho cái chương trình mà body key của chúng tôi là we shape up the mentor, là cái chương trình đào tạo the mentor cho đội nhóm. Khuôn lưu mấy khắp mentor khổng phổng phuông nha. Khuôn đi chờ khâu liền khó dưới đai tông BMI 25. Các chị biết không, những người mà được lựa chọn vào học cái chương trình The Mentor của nhóm chúng tôi á, là phải có BMI dưới 25. Cơn 25 mới hay khâu. Trên 25 là không cho vô. Thá phổng dò mấy khâu một dỡ quả ní ý nữa. Nếu mà tôi mà cho vô BMI 25 trở lên thì còn nhiều người hơn nữa. Phô khuôn. Cho nên nhất định các anh chị có thể làm tốt hơn nữa. Liền mentor gần sòng. Đây là chương trình mà chúng tôi học The Mentor. Khuôn nông cháy body key hay bệnh. À, các anh chị phải biết xài body key. Khuôn nông chưa măn. Các anh chị phải tự tin. Khuôn nông chưa măn này sụt khổng bồ sạch. Tin tưởng vào công ty. Để khuôn đi khuôn đủ uôn mày khắp. À, các anh chị thấy cái em bé ở trên nó có mập không? Uôn mày khắp. Mập không ạ? Uôn mày khắp. Mập không ạ? Uôn mày khắp. Mập không ạ? Tông tại đẹp chôn tô. Từ nhỏ cho tới lớn. Chôn tô. Tới lớn. Lớ khuôn đùa mình kín. Mà coi nó ăn á.
อยากผอมต้องทำยังไง muốn ốm thì phải làm sao เขาก็ไปออกกำลังกาย đó thì tập thể dục ออกกำลังกายวันละ3ชั่วโมง tập một ngày 3 tiếng đồng hồ ก็เลยผอมแบบเนี้ย cho nên ốm như vậy nè ดูเหมือนคนหรือคิงคองครับ giống người hay là giống King Kong các anh chị แล้วเขามาเข้าคอร์สบอดี้คี và sau đó tham gia chương trình body keyคุณต้องเชื่อมั่น các anh chị phải tự tin 130 กิโล từ 130 kg 63 กิโล thành 63 kg คุณจำคนนี้ได้มั้ย các anh chị có nhớ cái anh chàng kia không anh chàng mà đi bán phân bón á พอเขาลดได้ดาวไลน์เขาก็ตาม khi anh ta giảm được tuyến dưới bắt chước làm theo องค์กรก็เติบโต và hệ thống bắt đầu phát triển เด็กคนนี้ทั้งชีวิตไม่เคยมีน้ำหนักต่ำกว่า100À, anh chàng này là từ tuổi thanh niên, thiếu niên các anh chị là cân nặng chưa bao giờ dưới 100 kg. Khó lốt đấy tầm của lối mẹ khó thép cho bịt xoài liền à. Các anh chị biết không là anh ta giảm được tới 89 kg là bà mẹ bà đãi nguyên cả xóm luôn á. Lối 22 kg lửa 78 thay đi 2 đường. 125 kg giảm còn 78 kg.ไอ้นี่ก็ทำเหมือนผมเลยดูดไขมันกินยาบล็อกไขมันอันจางในละก็ như giống tôi trải qua cái gì là anh theo cái đó đó từ hút mỡ gì là anh làm hết rồi đó นี่ออกกำลังกายอันจางใน tập thể dục อันเนี้ยไม่ออกกำลังกาย còn người này, cái này là không tập thể dục ใช้อาหารเสริมของเรา mà chỉ dùng thực phẩm bổ sung của mình คนนี้เป็นแชมป์แอโรบิก và cô này là một vận động viên vô địch nhảy aerobic aerobicเต้นวันละ 3-4 ชั่วโมงแต่ไม่พอ ngày ไง nhảy aerobic 3-4 tiếng đồng hồ แล้วก็มาใช้คอร์สหล่อลดน้ำหนัก và tham gia chương trình của mình นี่เป็นแฟนเขา là và đây là bạn trai của cô ấy ทำงานเกี่ยวกับสถาบันลดน้ำหนัก cô này thì làm cho cái viện mà giảm cân giống như hồi nãy mà tôi tham gia đó แต่มีพุง nhưng mà có bụng อยากลดน้ำหนัก muốn giảm cân ก็เลยมาเข้าคอร์สกับเรา tham gia chương trìnhทั้ง3คนเนี่ยขายคอร์สหลายๆแสนเพื่อชวนคนลดน้ำหนัก ba cái cô này là bán những cái chương trình mà giảm cân mà hồi nãy tôi tham gia mấy chục ngàn đô á แต่ตัวเองมาเข้าคอร์สของเรา nhưng mà bản thân á thì đi vô tham gia cái chương trình của Body Key มันแปลว่าอะไร có nghĩa là gì แปลว่าคอร์สเราได้ผล có nghĩa là chương trình của chúng ta hiệu quả สวยไหมครับ đẹp không ạ เขาเป็นผู้ชายครับ là con trai nhaก็เป็นผู้ชายครับ là con trai các anh chị ขอโทษคุณผู้หญิงครับ xin lỗi mấy cô nha mấy chị ở đây ที่ดาวไลน์ผู้ชายผมสวยกว่าพวกคุณนะครับ rằng là đào lai con trai của tôi mà còn đẹp gái hơn mấy chị nữa là ทั้งหลายครับ các anh chị มันเป็นโอกาสของทุกคน đó là cơ hội cho mọi người คนเก็บขยะ người này là làm cái nghề mà thu lượm ve chai các anh chịก็สามารถลดน้ำหนักก็เทียมกันได้แล้วก็ประสบความสำเร็จ và lên platinum thành công นี่คือผม đây là tôi อายุ50 50 tuổi 52 52 58 58วันนี้61 ngày hôm nay 61สิ่งที่จะรอพวกคุณอยู่ và cái điều mà đang chờ đợi các anh chị เมื่อคุณลดน้ำหนักประสบความสำเร็จ khi mình giảm cân thành công คือการท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง là cái việc mình trải nghiệm du lịch khắp nơi cùng em quay trên thế giới แค่9คน12คนคุณก็จะมีทริป first class พร้อมกับห้องพักดีๆ chỉ cần là mình là EDC các anh chị thì mình có thể trải nghiệm du lịch mà ở trong những cái phòng rất là tuyệt vời คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในโลกcác anh chị muốn đi du lịch ở đâu trên thế giới này คุณก็จะได้ไป thì các anh chị có thể đi สิ่งที่น่าทึ่ง điều mà tuyệt vời nhất đáng tự hào nhấtเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดของผมในชีวิตการทำ MV cái điều mà làm cho tôi cảm thấy niềm vui nhất ở trong cái việc mình kinh doanh MY ผมได้มีโอกาสไปโครงการ Power Five là tôi được tham gia cái chương trình Power Five của công ty โครงการ Power Five เป็นโครงการที่บริษัท MV ผลิตอาหารเสริมเพื่อดูแลเด็กที่ขาดสารอาหารchương trình Power Five của công ty MY là MY sản xuất ra những cái viên dinh dưỡng dành cho những trẻ em bị suy dinh dưỡng trên thế giớiเราทั้งสองโชคดีมากที่ได้รับเชิญจากบริษัท và chúng tôi đã rất là may mắn được mời tham dự một cái sự kiện của chương trình
ได้ไปเห็นเด็กที่ขาดโอกาสขาดสารอาหาร được thấy những cái đứa trẻ được giúp đỡ cho những đứa trẻ mà bị thiếu dinh dưỡng và thiếu cơ hội ได้ไปร่วมบริจาคอาหารเหล่านี้ và được đi chia sẻ tức là giúp đi phân phát quà từ chương trình của mình เราไปทำหน้าที่สองวัน và chúng tôi đi tham dự cái chương trình này 2 ngày các anh chị หลังจากนั้น em về có พา เราไปเที่ยวตลาด và sau đó thì sau khi làm nhiệm vụ xong thì em quay đưa đi chơi đi tham quan mấy cái chợ ở bên châu Phi á ที่เซมเบีย ở Zambia ภรรยาผมอยู่นี่ và tôi đây คุณดูคนนี้ các anh chị coi cái người kia kìa anh chàng áo xanh và tôi đứng đó คุณดูครับ anh chàng này นี่สองคน và hai người này ภรรยาผมอยู่ vợ tôi và tới cái ngày cuối cùng khi kết thúc chương trình ทั้งสองคนนี้เป็น tôi mới biết được một điều là hai cái anh chàng này เป็นบอดี้การ์ดที่ถูกส่งมาจากเอดาเพื่อดูแลความปลอดภัย là vệ sĩ mà công ty em quay gửi từ bên Ada qua để mà bảo vệ cái sự an toàn cho nhà phân phối chúng tôi thăm em về mi bodyguard làm em quay mà có vệ sĩ hôm tham thú kỳ xuân tua mà 38 pi mấy khơi mi bodyguard tôi làm kinh doanh truyền thống 38 năm trời chưa từng có vệ sĩ mấy khơi mi cặp tân mà dươn sồn bèm ní tôi chưa từng có một cái ông cơ trưởng mà ông tới ông tiễn tôi như thế này và em quay đã cho chúng tôi có rất là nhiều những cái trải nghiệm mới rất là vui vẻ trong cuộc đời đó là cái niềm vui của cái người lớn tuổi 60 như tôi mà mình đã có cái cơ hội được đi trải nghiệm khắp nơi trên thế giới là cái cuộc sống first class giống như năm sau các chị suốt đời แล้ว chẳng đi một ngày nông thiêu ไป chốn quả จะ tài và bây giờ từ nay trở đi cứ phải trải nghiệm du lịch đi du lịch cho tới khi mà chết anh nói lại ครับ thưa các anh chị คุณ รู้ ไหม ครับ ภาพ เนี่ย các anh chị có biết cái tấm hình này không ผม ก็ จะ บอก กับ พวก คุณ ว่า tôi đang muốn nói với cái gì với các anh chị ความ สำเร็จ อยู่ ใน มือ คุณ sự thành công trong em quay. Khun cho ออก แบบ ยัง ไง ก็ ได้. Sự thành công của các anh chị chính là cái người thiết kế. Nhi คือ โอกาส ที่ ดี. Đây chính là một cơ hội tốt. Lửa แต่ khun จะ พยายาม กับ มัน ไหม. Bây giờ quan trọng là bạn có nỗ lực với nó hay không. Thao khun เจอ โอกาส ที่ ดี. Nếu bạn gặp cơ hội tốt. แล้ว khun ไม่ พยายาม. Mà bạn không có chịu nỗ lực với nó. Khun ก็ จะ เป็น คน ที่ โชค ไม่ ดี. Thì bạn sẽ trở thành một người bất hạnh, không may mắn. แต่ thao khun เจอ โอกาส.Nhưng nếu bạn gặp cơ hội เป็น โอกาส ที่ ดี mà đã là cơ hội tốt rồi แล้ว คุณ พยายาม và bạn nỗ lực vào đó สุดท้าย คุณ คือ คน thì cuối cùng bạn chính là một người cực kỳ may mắn ผม เราทั้ง 2 คน tôi hai vợ chồng ผมอยากเป็นกำลังใจพวกท่าน đến đây tôi muốn là cái niềm động viên tinh thần cho các anh chị ท่านมีผู้บริหารที่สุดยอดcác anh chị có những cái người đối tác với ban giám đốc rất là tuyệt vời. Tăng chạy chặt ngàn đi đi này. Tổ chức ra những cái chương trình tuyệt vời như thế này. Tôi tin tưởng rằng nhất định các anh chị có thể làm được và thành công. Xin cảm ơn ạ. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ đầy tâm huyết và cảm ứng của ông Vôn Trai. Chúng ta cũng không quên dành một tràng pháo tay cảm ơn phần phiên dịch của Founder Diamond Trần Thị Quỳnh Châu, thưa quý vị. Và ngay sau đây xin kính mời ông Huỳnh Thiên Triều, Giám đốc điều hành công ty Amway Việt Nam và bà Phan Thị Minh Hiếu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Amway Việt Nam lên sân khấu để trao hoa cũng như là kỷ niệm chương cho hai vị diễn giả của chúng ta. Và thưa quý nhà phân phối, trước khi ra về xin mời quý ý nhà phân phối cùng để lại phiếu đánh giá trên ghế ngồi để đóng góp những ý kiến quý báu của quý vị dành cho chương trình ạ. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, một tay thật lớn nữa dành tặng cho hai diễn giả của chúng ta Và trong giây phút này chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các anh chị Diamond và ban giám đốc của Amway Việt Nam chúng sẽ cùng tiến về phía sân khấu để lưu lại những hình ảnh kỷ niệm những khoảnh khắc tuyệt vời cùng hai vị khách mời của chúng ta. Trân trọng kính mời các anh chị.
Kính thưa quý nhà phân phối, rất cảm ơn sự hiện diện của quý nhà phân phối có mặt trong ngày hôm nay. Và cũng xin nhắc lại quý vị vui lòng để lại phiếu đánh giá trên ghế ngồi để chúng tôi có thể góp nhặt được những ý kiến đánh giá quý báu của quý vị ạ. Hôm nay là một chương trình với không gian rất tuyệt vời. Không gian tuyệt vời đấy được tạo nên bởi các vị khách quý, các diễn giả, những phần tiết mục đặc biệt trong chương trình và tất nhiên không thể thiếu được. Đó là tạo nên bởi những tràng pháo tay, những tiếng cổ vũ tuyệt vời của quý vị anh chị và các bạn, những khán giả đã đến với sân khấu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn sự góp mặt.